Con người mà đâu có ai mà sống toàn vẹn. Ngay cả đối với người mà chúng ta quý kính, chúng ta yêu thương, nhưng tới thời điểm này nó tức quá, cho nên quý kính để qua một bên, yêu thương để qua một góc. Phải không quý vị? Bắt đầu chúng ta phản ứng và xử sự theo bản năng của mình, rồi sai lầm này dẫn tới sai lầm khác. Đó là nguyên nhân vì sao trong gia đình mà chồng ở lầu trên, vợ ở lầu dưới. Hoặc giả là ăn trong mâm cơm, cúi đầu ăn thôi, không nói chuyện. Hoặc giả là nói chuyện với nhau bằng giấy, hoặc là nói qua trung gian của đứa con. Trường hợp này nó xảy ra nhiều. Có nhiều gia đình này còn phải ngăn một cái vách nữa kìa, chứ không phải giỡn đâu. Đó. Con cái nó nhạy cảm khi mà gia đình xào xáo, cha mẹ không thuận hòa. Và điều đó nó ảnh hưởng rất là lớn. Nếu như chúng ta không biết cách xử lý thì mình là người càng ngày càng lún sâu vào sai lầm. Cho nên muốn cho gia đình bình yên, trước hết chúng ta phải nhận ra được những điều chưa hoàn hảo của mình trong khi xử sự ở cuộc sống, và những quan điểm của mình trong cuộc sống, để giúp cho quý vị có một cái nhìn tương đối qua lăng kính của Phật giáo về những suy nghĩ của mình trong cuộc sống có chiều hướng dẫn tới những hậu quả khổ đau. Thì hôm nay Thầy xin phép trình bày với toàn thể quý Phật tử đạo tràng chùa Pháp Thủy qua chủ đề những sai lầm trong cuộc sống. Những điều mà Thầy chuẩn bị thưa với lại đại chúng ở đây, nó không phải là chắc chắn nhất thiết là người nào cũng như thế, vì nó mang tính cách chung để quý vị có thể lúc nhàn rỗi, lúc bình tâm, chúng ta suy nghĩ lại xem coi mình có thường mắc phải những sai lầm này hay không, và nếu mắc phải sai lầm này thì chúng ta xử lý nó như thế nào. Chứ mình không phải là họ Liều, mình đệ tử của Đức Phật thì họ thích. Đức Phật thì thích ca, còn mình thì thích múa, phải không? Chồng nói một câu bắt đầu múa mai quay cuồng, xách giỏ đi, đi vòng vòng, đi đâu rồi cũng phải về nhà. Nhưng mà không về đâu, đợi gì nào ổng gọi điện mới về, không gọi không về. Có mấy cô đó đi ra chùa thầy đó, tới chiều tối thì nó ủa sao chưa về nữa. Nó dạng chút nữa, một chút nữa. Xong tới tối mệt rồi thầy nó ủa sao chưa về nữa, giờ này đâu có xe ra đón về. Mới xì ra, té ra giận ổng, giận là đi chùa. Thầy nó đi thì đi một buổi thôi, về phải lo công chuyện gia đình chứ. Chứ giận mà bỏ bê như vậy đó rồi, đương nhiên là người thân mình sẽ thấy mình là không có trách nhiệm với gia đình. Người ta còn ghét hơn, người ta còn bực hơn nữa. Đó. Cái khóc, thầy biết không? Cũng đi từ sáng tới giờ đó, mà chả đâu có thèm gọi điện cho con. Thầy nói mình có gọi thèm gọi cho người ta đâu mà kêu người ta gọi cho mình. Trong khi chờ người ta gọi thôi, mình gọi cho người ta đi cho rồi, phải không? Quý vị đồng ý không? Đó. Để chi cho căng thẳng cả ngày, thầy nói bây giờ con gọi đi, con gọi cho ảnh đi, thử coi làm sao. Không chịu. Con gì mà con đi năn nỉ với ổng á, còn khuya. Ổng cũng có quyền lập luận y vậy, tôi gì mà năn nỉ bà hả, đợi tới mai đi. Mà biết chừng nào mới có ngày mai, phải không? Ngày mai cái mình nói mai đi, mai cái đồng mà nó mai nữa. Cho nên chỉ là một ngày mai, nhưng nó đến cuối cùng của cuộc đời. Thầy nói bây giờ con gọi đi. Gọi một cái coi làm sao, gọi cho ổng thử cái. Vừa gọi điện chuông đổ có một tiếng thôi, bắt liền. Em ở đâu vậy? Mở lên. Em đang ở chùa rồi chờ đi chút anh tới đón, thấy không? Hết phim. Người ta nói một câu rất là hay, đừng vội quay lưng với một cánh cửa đóng. Phải không? Vì một cánh cửa này khép lại đồng nghĩa với một cánh cửa khác được mở ra. Chỉ cần chúng ta có tấm lòng thôi, hai người cứ căng với nhau, kình với nhau, người này chờ người kia gọi điện thoại trước,
Đạo Phật gọi đó là cái tôi hay là bản ngã. Bản ngã ai cũng lớn hết, thì làm sao mà dung chứa được cái người kia. Nó bản ngã người nào người nấy thì lớn bằng cái nhà, còn cái lòng giận dữ ích kỷ thì nó nghe rộng như cái sân chùa vậy, rồi còn chứa được ai nữa? Không có chứa được, lấn với nhau, lấn cuối cùng là không có làm được cái gì hết. Khổ, mà khổ đó không phải là nó không có cách để giải quyết, mà chẳng qua là con người ai cũng có những cái tự ái hết. Nhưng mà cái tự ái của mình thầy nghĩ mình xếp lại đi, cho nhà êm cửa ấm, xong rồi mình móc cái tự ái đó ra, mình khoe hàng đó, mình giới thiệu sản phẩm cho họ biết là tôi tự ái cỡ bao nhiêu phần trăm, cường độ bao nhiêu, bây giờ ông tính làm sao giải quyết đi, còn không tôi nổi loạn cho ông biết đó. Lần này là tôi đi chùa đó, chứ lần sau tôi đi thẩm mỹ viện cho ông tốn tiền chơi, phải không mấy cô? Đó, mà ông mà cà chớn cà cháo, lần sau tôi không đi thẩm mỹ viện nữa, mà là tôi đi casino cho ông biết. Mình lâu lâu mà làm bộ mình hâm ngái vậy đó. Thử cả ông sao, mình hâm trong ngọt ngào, trước khi hâm mình bưng tới ly sinh tố nè, uống đi cho mát rồi nghe tôi tâm sự. Mình phải có nghệ thuật, phải khéo léo, thầy nghĩ cuộc sống mình nó sẽ rất là dễ thở. Chứ còn ai cũng căng thẳng, tại vì ai cũng mệt hết. Thầy thấy có nhiều chị đó thì sao nại là ông chồng ỷ ra ngoài làm á, bắt đầu ổng muốn hóng hách là ổng là kinh tế chính của gia đình, chứ ổng đâu có biết ở nhà chăm sóc cơm nước con cái, nhà cửa dọn dẹp thì cũng mệt từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Chứ đâu phải giỡn đâu. Giỏi bây giờ đổi đi, ổng về ổng làm chung chị nhà đi, tôi đi làm kiếm tiền. Hai vợ chồng gây lộn với nhau trước mặt thầy đó. Giả gạo thì khỏi bồng em, chuyện này bình thường thôi chứ đâu có gì đâu. Mà quý vị biết á, nhiều khi á, thầy có một cái thắc mắc như vậy nè, là thấy mấy bác lớn tuổi á, sao mà ít có thương nhau á, ít có thuận nhau á, phải không bác? Sao gật đầu dạ nữa, có luôn nè. Dạ thôi mời bác đứng lên đây nói một chuyện thôi, đừng nói nhiều lắm, đứng lên đây cho thầy hỏi thăm một câu coi. Không thì đứng dậy để hỏi coi, đứng lên. Tóc bà trắng như mây nè. À, bác pháp danh gì? Pháp danh gì? Diệu Mai hả? Dạ, Diệu Mai hay Diệu Mốt? À, thầy vừa nói bác gật đầu, thầy nghĩ là bác rất là có kinh nghiệm trong vấn đề hai người già gây lộn với nhau. Phải không? Mình nói gây lộn thì nó hơi quá đi. Tức là già tự nhiên mình cảm thấy nó hay chổi bản tình ca. Nói theo dân gian là chổi bản hồng. Phải không? Nhưng mà tại sao hồi thời mà mới gặp nhau thì không có chổi, mà tới chừng già sống với nhau 30-40 năm mà chổi là tại sao vậy? Bác có thể nói một chút xíu tâm sự về lúc mà mình chổi, vì sao mình gây với ổng, vì sao mình không đồng ý quan điểm với ổng, để mọi người rút kinh nghiệm mà không có gây với nhau khi tuổi về chiều. Dạ. Bác ha. Dạ. Thưa đại chúng, tôi khi xưa, dạ, khi xưa thì tôi không có gây lộn với ổng, nhưng mà tại vì mình có con, rồi khi mà mình không vừa ý với nhau, kêu bằng chiến tranh lạnh á, chiến tranh lạnh, không nói năng gì ai với ai, không cãi, cãi sợ con mình nó biết, không thèm nói, không nói, dạ, vậy đó thôi, vậy thôi à, dạ, không có, con không có gây lộn. Chứ trên lạnh không thèm nói với nhau vậy thôi hả? Nhưng mà mỗi lần không thèm nói là bao lâu? 10 ngày. Ghê không? Trời ơi quý vị tưởng tượng 10 ngày chứng tỏ cái gan này cũng lớn lắm. Mạnh ai cũng chuyện ai, mạnh ai nấy làm. Rồi không bỏ phế gia đình. Mạnh ai nấy làm. Rồi ăn cơm mọi người ngọn gốc ăn. Ngồi chung nhưng mà mạnh ai nấy ăn, không nói chuyện. Vậy chứ không lẽ là người này ăn giùm người kia thì mạnh ai nấy ăn là đúng rồi. Nhưng mà không nói chuyện vậy có ngợp thở không? Dạ không, tại mình giận mà đâu có ngợp. Được rồi, cảm ơn bác. Bác này nói rất là thực tế. Dạ rồi, cảm ơn bác đã tâm sự thật. Bác nói một câu rất là hay là tại mình giận cho nên mình không có ngợp thở. Khoan khoan, nhưng mà lúc mà hết giận rồi gặp lại có mắc cỡ không bác? Không. Lúc mà quề thầy nghĩ là mắc cỡ dữ lắm, thầy nói thiệt á.
Nhưng mà bác xuống nước trước hay ổng xuống nước trước? Cười. Mấy cái này quý vị biết á, nó gần gũi với cuộc sống của chúng ta vô cùng. Để chúng ta nhìn qua cái nhìn của Phật học, xem chúng ta lúc mà chúng ta xử sự cái kiểu mà cơm ai nấy ăn rồi ngồi đó mình mắc giận rồi cho nên nó không có ngợp thở đó, thì mình coi lúc đó mình như thế nào. Thật ra không có đơn giản, không có đơn giản như bác này bác kể đâu. Tại vì bác nói là lúc đó mình giận quá mình không có ngợp, nhưng mà thực sự trong lúc đó mình bực bội vô cùng, tại mình không ưa cho nên mình không muốn gặp mặt, phải không bác? Lúc đó mình không muốn gặp. Ta đâu có biết. Quá giỏi. Giỏi che đậy. Giỏi đóng kịch. Cái đó nó còn khổ hơn đó. Thầy nghĩ thà là gây rần xong mà quề. Nó bình thường đằng này không gây, nín 10 ngày không thèm nói tới, phải không? Nó dạ nó kìa. Suốt 10 ngày đó mà niệm Phật, thử nghĩ coi mình mau thành Phật không. Đằng này mắc niệm giận. Niệm giận tới quên ngợp thở, tới quên bực bội, quên khó chịu luôn. Chứng tỏ là giận với cường độ rất là cao. Thì quý vị thấy đó, chính những cái bình an cũng là những cái mong manh ở trong cuộc sống. Do mỗi người có một quan điểm. Lúc yêu thương nhau thì chúng ta cái gì nó cũng có thể qua được, 9 bỏ làm 10. Nhưng mà tới khi lớn tuổi một chút, rồi trải qua một đoạn đường dài thăng trầm, sống chung mình sẽ thấy có nhiều điều không giống như mình suy nghĩ của ngày đầu. Từ chỗ đó, mỗi ngày một ít, phụ nữ của Việt Nam luôn sống trong cảnh đè nén, chịu đựng. Phận làm dâu, rồi làm vợ, rồi lớn lên một chút xíu có con có cái, cho nên lúc nào cũng phải giữ cho gia đạo an hòa, cho con cái nó lớn lên nó được hãnh diện với cuộc đời, chồng sớm cũng không có chê bai rầy rà. Giống như bác nói, hai bên không hề biết, nó hạnh phúc lắm nhưng mà đâu có biết dội trong xương dội ra. Xin lỗi này, thầy nói chung chung chứ thầy không có xỉa xối nhà bác. Thực chất là như vậy. Thì quý vị thấy công tâm mà nói, sống như những ngày tháng đó mình khổ không? Khổ lắm. Rất là khổ. Khổ vô cùng là khổ. Tại vì mình phiền não, mình bực bội. Mình muốn nói nhưng mà bây giờ mình không thèm nói nữa. Nói không được cho nên không nói nữa. Thôi im lặng luôn cho rồi. Im lặng ngay lúc mình giận, đó là một giải pháp rất là tốt. Nhưng những ngày tháng im lặng đó lại là một cực hình vô cùng. Cho nên mình không cần phải im lặng. Mình nói, nhưng mà nói lời khác. Hay là mình nghiến răng, thì bây giờ không nghiến răng, nhai xin gum. Mình bỏ cục xin gum vô mình nhai, thì vậy răng nó khỏi mòn nữa, khỏi phải đi bác sĩ nha nữa, khỏi đỡ tốn tiền, khỏi ê răng nữa. Thứ hai nữa, mình cũng không cần phải nói chi những lời chì chiết đắng cay. Tại thấy có nhiều người nói nghe ghê lắm. Tôi nói thiệt với ông á, tôi mới sai lầm nè, tôi không hiểu xa mọi đó, tôi đuôi mù nữa, tôi đi theo ông. Trời, vợ chồng sống nha 30 năm mà nói câu đó ông trọng tự ái quá chừng. Ông nói tôi đâu có dụ bà đâu, phải không? Hai người đồng ý với nhau thì ba má tôi mới tới hỏi cưới bà, chứ bây giờ bà nói gì kỳ vậy? Rồi hai bên cứ gây gỗ nhau. Còn cái bác kia nói còn dễ thương nữa. Con nói thiệt, cái thầy hồi nhỏ con thích tu lắm thầy. Xong rồi cái lớn lên con không có bạn, không bè gì á. Cái tới năm 38 tuổi cái tự nhiên cái con sa ngã. Thầy thì thầy tưởng thầy nghe lầm, thầy hỏi mấy tuổi? Bà nói 38, thầy hỏi 18 hay 38? Bà nói 38, thầy nói 38 già khù của đế rồi, ai dụ mà sa ngã, phải không? 18 tuổi đó, non người, trẻ già đó, thì người ta mới dụ mới sa ngã. Đằng này 38 tuổi, trời đất ơi, ở quê 38 tuổi là làm xui rồi đó, phải không bác? 18 tuổi lấy chồng, thì 38 tuổi là có con, 20 tuổi là ngồi bàn làm xui rồi, nó uống rượu mừng của con rồi.
cỡ tuổi thầy là ở quê người ta làm xui hết. Thiệt, bạn học thầy xưa có mấy đứa làm xui rồi đó. Đúng rồi đó, con gái mà qua 20 tuổi mà không gả là coi như úng rồi đó. Xin lỗi, thầy nói ở góc độ quê, quê thiệt là quê, chứ không phải là ở Sài Gòn này. Thưa cùng tất cả đại chúng, trước hết, chúng ta phải xác định một điều như thế này, sai lầm ở trong cuộc sống hoàn toàn do suy nghĩ của chúng ta. Quý vị phải xác định được điều này, chứ mình đừng có nghĩ là sai lầm do người khác đem tới, mà do mình, do cái suy nghĩ của bản thân mình. Mình phải chủ động, mình nhận ra cái điều này thì mình mới có thể sửa được. Còn mình không chủ động là mình trở thành nhà họ Đỗ, con ông Đỗ với bà Thừa. Đó, mình thành Đỗ Thừa hết. Cho nên mới có vụ án mà tại anh đó nên duyên mình dở dang. Phải không? Phải không bác ngồi chính giữa nè? Trời dạ nè. Đỗ Thừa, khi mình không xác định được sai lầm do quan điểm của mình, do suy nghĩ của mình, thì mình sẽ trở thành Đỗ Thừa. Mà khi mình Đỗ Thừa rồi đó, mình khó có cơ hội để cải thiện cuộc sống. Khó khăn là chúng ta đổ do cái người thân của mình không biết cách làm ăn, gia đình đó rối ren đó, thì mình đổ thừa người thân không biết cách quản lý, rồi không biết cách sắp xếp, rồi sống bê tha đủ thứ hết. Coi như đổ thừa là một việc làm gọn nhất để mình trắng án. Coi như mình không có lỗi, mình không có lỗi mắc mới thì mình phải sửa lỗi, phải không mấy cô bên cửa sổ? Mình phải biết được cái suy nghĩ của mình nó cũng có thể thay đổi được, chứ nó không có cứng nhắc. Cái gì cũng có thể thay đổi được trong cuộc sống này, vì sự thay đổi là bản chất. Sáng vui có thể chiều buồn, bữa nay khỏe ngày mai có thể nằm liệt giường rồi, hôm nay có thể tiền muôn bạc vạn đếm không xuể, nhưng ngày mai cái nhà cũng không có để mà ở. Sự thật là như vậy. Thì cái suy nghĩ của mình nó cũng như vậy thôi, nó thay đổi liên tục, vì đó là bản chất. Bản chất của cuộc sống này là không thường. Khi chúng ta thấy được bản chất của cuộc sống, từ suy nghĩ cho tới vật chất, từ tâm hồn cho tới cách đối nhân xử thế, nó cũng là giả. Đấy, quý vị thấy xoài chùa này trái cũng trái giả đó. Thầy đi qua, thầy nói, ủa trời ơi, xoài chín ngon quá. Trong bụng thầy nghĩ như tới gần. Trời đất ơi, đồ giả. Trái xoài chín cây trên chỗ phòng, thầy ngồi nghỉ mệt hồi nãy đó. Thầy nói, trời ơi, xoài cát mà sái mùa là nó quý lắm nha. Mà nó chín mà vàng ươm mà sao nó chưa có rụng. Tại chùa thầy có xoài thầy biết. Thầy tới gần rồi thấy, trời ơi, té ra gắn đồ giả lên đó. Điều này đó nó sẽ đụng chạm tới một số quan điểm của một vài cá nhân mà đa phần là đàn ông. Đàn ông người ta cương trực lắm, cho nên người ta nói là trước người ta làm sao là sao người ta làm vậy, mà tánh mà khó chịu gút mắt là nó khó chịu gút mắt cả đời, không thay đổi được. Người đàn ông hay có cái tánh này, cho nên khổ là người phụ nữ là vậy đó. Có một ông chồng mà cố chấp là khổ vô cùng. Không biết quý vị khổ không? Chứ hồi đó thầy ở trong chùa có một thầy sư đệ. Thầy đó sư đệ nhưng mà thầy lớn hơn thầy tới 20 tuổi. Tại vì thầy vô chùa sao? Thì quý vị biết khi thầy vô chùa sao thì thầy đã trải qua bao nhiêu biến đổi của cuộc đời. Thầy từng làm chủ của một gia đình. Rồi thầy từng làm chủ của một doanh nghiệp. Cho nên cái suy nghĩ của thầy nó còn nặng cái vấn đề quản lý, quyền năng, quyền hạn quản lý, rồi khả năng quản lý và xử lý công việc theo kiểu gia đình. Khi vô trong chúng thì nó lại không có hợp, tại vì ở trong chùa nó khác với cái gia đình. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non vào trong Phật Pháp là con một nhà. Thì thầy lại lúng túng, thầy mới nói theo ý kiến của sư đệ là như vậy, phải làm như vậy, như vậy. Thí dụ, trong chùa quy định tắm 5 phút, giặt đồ 5 phút,
ổng tắm 15 phút, giặt đồ 10 phút. Cái chùa 30 con người ta có 4 cái nhà tắm, ổng chen ở trong đó, ổng làm hết cả buổi rồi ai tắm rửa gì được nữa. Nó không được, nó quên làm gì không có được. 5 phút là đúng 5 phút, ổng nói 5 phút sao tắm. Thầy nói xối 2 ca cho ước mình, rồi bắt đầu kỳ, rồi bắt đầu xối 1 ca, cái bắt đầu bôi xà bông, cái xối 3 ca nữa là mình xong 4 phút. Thế, tắm trong chùa có 5 phút thôi. Thấy có nhiều người đó mà nghe làm gì mà ở trong đó cả buổi trời không biết nữa, nó tốn nước. Thiệt, trong chùa một người tắm có 1 xô à. Cái xô nước cái xô màu đỏ đỏ mà nó cao cả khoảng cái xô 20 lít đó. Một thầy là tắm 1 xô nước đó thôi, vẫn sạch, vẫn thơm. Tắm cả buổi trời tốn biết bao nhiêu nước, bao nhiêu xà bông của đàn na thí chủ người ta. Quý vị biết khi thầy đi qua bên châu Âu đó, có một lần thầy viết chữ Tàu, cái thầy rửa cái viết, rửa cái bút á, cái bút lông á. Khi thầy rửa thì thầy xả nước ra, thầy rửa chắc cũng phải 2-3 phút, nó chưa sạch. Thì có một thầy đó, thầy nói, thầy à, ở đây đó, mà nước nó chảy vô đó là chính phủ tính tiền một lần, xong rồi xài là nước nó thải ra đó, chính phủ nó tính tiền thêm một lần thứ hai. Mà cái tiền nước thải ra nó mắc hơn cái tiền nước cung cấp vô cho mình. Trời ơi, thầy nghe thầy thấy, thấy mình có lỗi quá. Với thầy để ý tại sao mấy thầy bên đó tắm rửa đồ nó gọn gàng, nó nhẹ nhàng lắm mà ít tốn nước lắm. Mình thì mình quy định 1 xô, còn mấy thầy tắm cái giò đó, thực ra cái giò đó hứng ra tắm đó, nó còn ít hơn 1 xô nước. Tại nước nó phun ra đều đó là người mình nó mau ướt hơn, cho nên nó ít hao hơn. Thầy là thầy đâu quen tắm cái giò, thầy mở cái xô ra múc cái ca, kiểu nhà quê mà. Dân nhà quê lấy cái ca múc, cái gáo múc tắm cho nó gọn, cho nó lẹ. Mà thực ra nước nó vô trong người mình có 50% thôi, còn 50% nó văng ra ngoài. Phải không? Mấy bác nào ở quê đó thì biết đó. Mình tắm bằng cái gáo, bằng cái ca mình múc là nó như vậy. Chính vì lẽ đó mà mình mới thấy được sự tiết kiệm để tích phước. Thì quan điểm đó nó bị dính tới cái cuộc sống của mình đã quân tập lâu dài ở trong đời sống. Nó hình thành một thói quen cho nên thay đổi không được. Ông nói sư huynh à, nếu mà sư huynh có thương thì cho sư đệ tắm 10 phút. Từ 15 phút là ổng bớt 5 phút là 10 phút là ổng nói là không thể nào ổng tắm được nhanh hơn nữa. Thầy nói được rồi, tuần này tắm 10 phút, tuần sau giảm xuống 7 phút và tuần sau 5 phút. Nhất định là như vậy. Nhưng mà cuối cùng ổng cũng tắm được 5 phút. Cho nên thói quen vẫn thay đổi được. Bây giờ mà mình đối diện với cái người mà cố chấp, người có thói quen mà lâu dài trong cuộc sống, quý vị biết nó khó lắm. Giống như mấy cô Phật tử tới phàn nạn, nó chỗ ông chồng con bầy hầy ông ấy dơ như quỷ vậy thầy, khó chịu lắm, dài dép dớ gì dục lung tung báo coi ông xếp lại. Con thấy tờ báo mà nó lộn ruột ra ngoài, cái mặt ngoài vô trong là con khó chịu. Mà cha con nó tối ngày con xếp báo không, con cũng chóng mặt. Coi xong rồi vứt tùm lum, rồi cái remote mà coi tivi xong phải để đúng chỗ. Nó đằng này đụng đâu dục đó, cho nên con thấy cái nhà này con giống y như là ô xin vậy đó. Đi theo để dọn dẹp, con bực bội, con phiền não quá. Mà con nói hoài, con nói không được, bây giờ con bỏ luôn. Con bỏ 1 tuần á, thầy biết không? Là cái nhà con rác nó lên tới mắt cá. Từ chỗ này tới chỗ kia, áo quần, cái sọt đó mà không bỏ, bỏ ngoài. Thầy nói thì mình dọn đi con, đâu có sao đâu. Thì cái vị Phật tử nói thì đương nhiên con dọn nhưng con bực. Thầy nói bây giờ nghệ thuật ở chỗ dọn mà không bực. Phải không? Tại vì bực cũng phải dọn. Mà không bực cũng phải dọn. Mình không có con đường nào để chọn hết. Thì bây giờ mình dọn trong vui vẻ, dọn trong hoan hỷ thì nó phải hay không? Đằng này mình dọn tới đâu có miệng mình lầm bầm tới đó, từ lầu 3 xuống lầu dưới. Cho nên là con cái nói rồi mẹ con tụng chú Phổ An. Mấy đứa nhỏ nó tới nó mét thầy, nó mẹ con nó tụng kinh cả ngày, tụng thần chú cả ngày, gặp đứa nào tụng thần chú cả đứa đó. Cho nên là anh em tụi con với ba con mà về xong là rút vô phòng. Rồi mẹ con nói ta làm cả ngày ta mệt, về đây chiều cũng không thấy mặt ai, số ta là số cô đơn mà. Nó nói không, số mẹ là số cô Hương chứ không phải cô đơn. Bà không biết cô Hương là gì, bà hỏi cô Hương là gì, nó nói tại mẹ Nguyễn Thị Hương cho nên gọi là cô Hương. Mình dọn với một cái tâm hoan hỷ, tự nhiên lòng mình sẽ bớt phiền não hơn. Chứ còn mình dọn mà mình cằn nhằn là mệt lắm. Quý vị đồng ý không? Tại vì trước sau cũng phải dọn, cho nên dọn trước khỏi dọn sau. Dọn mà tâm hoan hỷ thì lòng mình sẽ thanh thản hơn. Mà thầy hay chỉ quý vị đó, dọn dẹp, tu tập trong dọn dẹp đó.
lau nhà mình cũng tu được phải không, nhà dơ mình cũng tu được, mình xếp giày dép mình cũng tu được. Nó dài ổng với mấy đứa nhỏ quăng ra thì mình lụm vớ mình bỏ vô rồi mình xếp lên cái kệ. Khi mình làm chuyện đó cái bắt đầu mình niệm, niệm Phật, vừa lụm vừa niệm Phật, vừa hồi hướng công đức, nguyện ai mang dài này người đó mau thành Phật. Chỉ có cách đó thôi, tại vì nó thành Phật mình mới khỏe, chứ nó chàng rạc ở đây mình mệt quá, phải không? Này ác quá. Không có ác nha, xuất phát từ lòng từ bi à. Niệm Phật, cái đó là tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm tịnh hạnh đó. Mình làm gì mình cũng nguyện cho người đó mau thành Phật hết á. Thậm chí chồng có vợ bé mình còn nguyện cho hai đứa nó thành Phật mà. Cho nên trước tiên mình phải xác định cho được quan điểm sai lầm. Con người không có sai lầm, mà quan điểm của con người đã sai lầm mới dẫn đến những lời nói sai lầm, những hành động sai lầm. Quý vị đồng ý không? Con người không có sai lầm nha. Con người mình hoàn toàn không có cái gì sai lầm hết á. Chỉ có lùn hoặc cao, mập hoặc ốm, trắng hoặc đen, đẹp hoặc xấu. Con người chúng ta cơ thể là như vậy. Mình ở đây thì da vàng, mũi tẹt, chỉ vậy thôi. Muốn cao thì phải tốn thêm tiền. Đó. Mặt mày bằng phẳng, muốn lủng lỗ thì khoét, vậy thôi à. Con người mình không có sai lầm, mà suy nghĩ chúng ta sai lầm, hay nói đơn giản là quan điểm của chúng ta có sai lầm. Nhưng mà khi chúng ta có ra hành động, chúng ta có ra lời nói, mình có biết mình sai lầm không? Không. Vì sao? Tôi vậy đó, chịu thôi. Phải không? Mình luôn trung thành với ý kiến của mình, với quan điểm của cá nhân mình, cho nên nó mới dẫn tới hành động, mới dẫn tới lời nói. Nếu lúc đó chúng ta thấy sai, chúng ta sẽ dừng lại rồi. Đây là mình nói trên căn bản của người hiểu biết. Có nhiều người, hoặc là có khi chúng ta nữa, lúc mà giận lên biết sai cũng làm. Thí dụ lôi con ra đánh. Có không mấy bác? Có không mấy chị? Chuyện bình thường. Hãy mà giận chồng là lôi mấy đứa nhỏ ra đánh, hoặc là kiếm chuyện với mấy đứa nhỏ. Vậy đó. Mà biết sai cũng làm. Cho nên là mỗi lần mà cái cô đó cô giận là mấy đứa con nó né hết. Nó né hết rồi. Nó nói con chàng ràng là con văn miệng thầy. Dính miệng liền à. Con mà đi vô trong nhà mà con nghe tiếng nói mà giọng tự rồi cho xuống là con dẫn xe ra con đi liền. Biến gấp. Rồi đợi tiếng hai tiếng hồ nó chạy về thì mới yên. Chứ còn mà con mà đút đầu vô là thế nào? Giờ này mày mới về hả? Đó. Tao chán lắm rồi. Nhìn cha con mày tao chán lắm rồi. Y chang nhau à. Vô cái là nói một câu xanh rờn. Cái thứ nhất trong quan điểm của chúng ta, đó là về cuộc sống. Chúng ta có một cái ước muốn là những điều gì người khác có, mình cũng muốn có được. Theo quý vị cái này có sai không? Có sai không? Chưa chắc sai phải không? Trên quan điểm Phật giáo vẫn là sai. Cái này mà nói trên tinh thần của Phật học và mình là người tu tập nha. Cái sai lầm thứ nhất mà mình thường gặp trong cuộc sống từ quan điểm của chúng ta là muốn những gì người khác có. Người ta có mình cũng có, người ta có nhà mình cũng phải có nhà, người ta có xe mình cũng phải có xe, người ta có bồ mình cũng phải có bồ. Lãng vậy đó. Có cái anh mới tới chùa thầy, mới vừa ngồi xuống thôi bà vợ bà gọi điện. Bà gọi điện thoại liền, cái anh nói trời anh đó nè, anh đang ở chùa thầy Thuận nè. Nè, em nói chuyện với thầy Thuận đi. Thầy biết ông quỷ này ông đi đâu lung tung lang tang rồi. Cho nên bà vợ bà mới kiểm tra kỹ như vậy. Thầy đâu có thèm nói, thầy đâu có thèm nghe điện thoại, thầy nói không. Cái ông nháy mắt ông nói cú bồ thầy. Cái thầy mới A Di Đà Phật, thầy bên kia đầu dây cái tiếng vợ của ảnh nó nói trời ơi, chồng con đó hả, con cảm ơn thầy cho con gửi ảnh nó đó 3 ngày nha thầy ha. Thầy nói có trời mà giữ được ổng chứ ai mà giữ. Cướp điện thoại xong thầy hỏi ông đi đâu, ông đi làm cái gì, đi với ai. Cái ông nói thầy
con mà nói hỏng thiệt ở trong cửa chùa thì chắc tội lỗi lắm phải không thầy? Thầy nói không phải ở cửa chùa mà bất kỳ ở cửa nào mà nói hỏng thật cũng đều có quả báo. Tốt nhất thành thật khai báo, cách mạng khoan hồng. Ông nói thì con đi với mấy người mà vợ con không thích, con tới mấy chỗ mà vợ con không ưa. Vậy đó. Thầy hỏi tại sao? Ông nói bây giờ nó có phong trào thầy, mấy đứa bạn có đứa nào cũng có bồ, tự nhiên mình thấy mình nó lạc hậu quá cho nên có bồ cho vui. Nói một câu mà không có trách nhiệm gì hết. Thầy nói có bồ đúng là vui. Vui chỉ có một chút, nhưng mất tư cách đến suốt cả cuộc đời. Sau này con cái mình nó nhìn mình, nó nói rằng ba mình là mẫu người không có nghiêm túc. Đó rồi mai mốt là con của con đó, nó lớn lên, nó muốn lấy vợ đó. Bên nhà đàn gái người ta nhìn cho ta nói trời ơi, tôi gì mà làm xui với cái ông đó, lang bang lăng nhăng lộn xộn, lu bu lăng xăng lít xích. Thầy nói cơm nói thầy, sao mà qua thầy suy nghĩ tự nhiên con thấy con tội lỗi ngập đầu vậy thầy. Thầy nói chứ còn cái gì nữa, lúc cổ lúc đầu mà nó còn cao lên thêm nữa. Mình phải nói một cách khách quan, không bao giờ người ta dám gả con cho một anh chàng mà người cha người mẹ có những tiền án tiền sự, phải không? Nó, ông bà mà nói rồi, nuôi heo chọn nái, cưới gái chọn vòng là như vậy đó. Cái câu này nó hơi thô, nhưng thực sự đó là thông gia với nhau, là tất cả những mối quan hệ gì nó cũng có dính líu nhau hết đó. Từ hai đứa nhỏ mà dính tới người lớn, ta cũng xấu hổ. Giống như bữa hôm cái cô đó, cái gia đình anh chị đó, tới nhờ thầy khuyên giùm cái đứa con trai, nó học xong ra trường. Mà bây giờ đó, tự nhiên nó đòi cưới, mà cưới nhầm một cái cô mà xuất thân không có tốt. Mẹ cũng là không tốt, mà bản thân cô đó cũng không tốt, làm ở trong vũ trường. Bây giờ mình chỉ nghe hai chữ vũ trường thôi, quý vị thấy nó có đẹp không? Những người đàng hoàng có đi vũ trường không? Có không? Mấy đứa con còn trẻ. Dạ thầy hỏi một câu nè, không sao, không, từ U30 trở xuống. Bây giờ thầy hỏi mấy đứa con còn trẻ từ 30 tuổi trở xuống nè, tới vũ trường có phải là những người đàng hoàng không? Và tới vũ trường có phải là những người xấu xa hết không? Cũng không. Đúng như vậy. Tức là không phải tới vũ trường là người xấu, nhưng mà người chân chánh, người đàng hoàng không ai tới vũ trường. Thí dụ như mình giận vợ, giận chồng, mình buồn chuyện gì đó, thiếu gì chỗ đi, mắc gì phải vô vũ trường nhảy tưng tưng giống như là nghe bị bệnh thần kinh nè. Thầy nói vậy cái mấy đứa nhỏ nó trời ơi thầy không có đi vũ trường, thầy không có biết. Thầy nói mày khùng hả, tự nhiên mà nói thầy không đi vũ trường, thầy không biết. Mấy em sinh viên đệ tử thầy đó, nó nói vậy á. Tại nó kể cho thầy nghe, nó giận rồi này giận người kia, chứ có đi vũ trường nhảy tưng tưng cho hết căng thẳng. Thầy nói trời đất ơi, bữa nào căng thẳng cho thầy hay con để thầy dẫn con đi tới chỗ này. Nó hỏi thầy đi đâu, thầy nói vô chạy cùi. Nó mình lao mình với mấy người cùi để mà chăm sóc cho, mà đút cơm cho họ ăn cũng bớt căng thẳng. Nó nói gì thế gớm mà. Thầy nói thôi lại nhảy tưng tưng thì nó tốn năng lượng, thì bây giờ mình đút cơm cho người ta ăn, mình lao mình tắm rửa, chăm sóc cho mấy đứa trẻ mà nó bị nhiễm HIV. Nó mấy cái chuyện nó làm còn có ích hơn, hữu hiệu hơn. Nó không hề nghĩ nha, mà nó tới những cái chỗ đó với một điều kiện là nó muốn tâng bốc cái đạo đức giả của nó lên. Trời ơi, đời này bởi cái gì nó cũng giả hết. Nhưng mà có cái không giả. Theo quý vị cái gì không giả? Cái giận hờn nó không giả. Phải không? Hãy mà giận là giận thiệt à. Tôi giận thiệt à. Tôi nói cho biết à. Tôi giận là tôi giận trời gầm không nhả. Có nhiều người thông báo vậy đó. Có cái cô đó, cô thông báo với chồng cô, cô nói tôi nói cho biết tôi ít giận ai lắm nha. Tôi mà giận một cái là trời gầm không nhả. Thông báo cho chồng mình biết trước cái cơn giận của mình. Nhiều người cũng dễ thương. Cho nên á, dưới cái nhìn của Phật giáo, những gì mình mong muốn giống với cái mong muốn của người khác, hay người khác có mình muốn có được, cái đó vẫn là tham dục. Đồng ý là mình sẽ vươn lên, mình sẽ cải thiện cái nghèo, cái đói, cái khổ, mình cải thiện những sự mâu thuẫn trong cuộc sống để đời sống vật chất của chúng ta nó đi tới chỗ ổn định, giúp cho xã hội phồn vinh, điều này hoàn toàn tốt. Nhưng mà nó tốt trong tâm niệm của mình, từng cải thiện từng ngày trong cuộc sống, ăn cơm buổi sáng không phải chạy gạo buổi chiều, như vậy là tốt. Khi mà không có lo lắng như vậy là chúng ta sẽ ăn cơm ngày hôm nay không lo chạy gạo ngày mai,
Chúng ta có gạo ăn 3, 4 ngày, 7, 8 ngày thì từ từ tự nhiên cái nấc thang nó đi tới chứ nó đâu có lùi. Nếu như chúng ta sống như vậy, chúng ta sẽ không có khổ đau. Tại vì sao? Tại vì mình có thể hài lòng, mình có thể mãn nguyện đối với bản thân của mình, cho dù mình đang ở đâu và bất cứ điều gì, nếu như chúng ta chấp nhận được cuộc sống hiện tại. Còn thấy người ta có, cái mình cũng muốn có, cái điều đó nó thôi thúc. Nó thôi thúc mình hoài, nó dục dã mình hoài. Rồi tới lúc nào đó mình không kềm được, mình không có thể chấp nhận được cuộc sống hiện tại đó, thì mình sẽ có những cách làm. Và những cách làm vô tình nó thương luân bại lý. Nó làm cho chúng ta khép lại cả một tương lai gia đình tan nát hết. Quý vị thấy đó, không phải mình không có ước mơ. Ở đây là thầy muốn nói về cái tham dục của con người, chứ còn ai cũng phải có ước mơ hết. Ước mơ trong cuộc sống của mình, mà tại sao mình không có? Mình vẫn ước mơ có gia đình đầm ấm, phải không? Sống hạnh phúc, sống an ổn, vợ chồng hòa thuận, con cái nó ngoan ngoãn. Ai cũng có những ước mơ đó. Nhưng mà đừng nhìn vào người khác để rồi mình đánh mất đi những cái mình đang có trong hiện tại. Quý vị có đồng ý không? Nhìn vào người khác thì ông bà mình nói mình là gì? Đua. Đúng rồi, đua đòi. Hay mà chị có bộ đồ đẹp là tôi nhất định tôi phải có bộ đồ đẹp. Đó. Chị mà có ông chồng xỉn nhất định tôi phải có ông chồng. Chồng đàng hoàng chứ có chồng xỉn nó cắn lưỡi chết chứ trả lời gì kỳ vậy. Cái tánh đua đòi này quý vị biết, nó thể hiện nhiều ở nam hay ở nữ? Quý vị cho một tràng vỗ tay đi. Bữa nay biết thành thật khai báo rồi. Tánh đua đòi thể hiện nhiều ở nữ, nhưng mà tham vọng thì nó lại thể hiện ở nam. Thầy không ngờ giữa phố thị mà còn có nghe tiếng gà gái. Ủa mà tiếng đó tiếng điện thoại hay tiếng gà gái thiệt vậy? Gà gái thiệt hả? Tại vì ở đây nó có nhiều đồ giả quá, thầy không biết. Thầy không biết cái nào thiệt này. Khoan xin phép nhìn lại coi trên này có trái cây giả, bông giả không? Có hai bình bông giả. Tại có tới nhiều cái chủ quý vị biết tự trên với giả không à. Bông cũng giả, nhang cũng giả, trái cây cũng giả luôn mà đẹp lắm nha. Nhưng mà sau mà đi ra thầy hết ham thành Phật. Thành Phật nó cho ăn đồ giả không chết. Đua đòi ở góc độ nhỏ trong cuộc sống thì nữ giới biểu hiện cái đua đòi nó nhiều hơn, từ trang phục, áo quần, tóc tai cho tới những vật dụng trong cuộc sống. Thí dụ mình tới nhà bạn mình thấy bạn mình nó có một cái máy bào hay là gì đó làm đồ nó gọn, tự nhiên mình về mình cũng ước ao mình có. Tới chừng hỏi thấy cái giá nó cao quá cái không dám, phải không? Thậm chí mình đi vô trong một cái nhà vệ sinh, mình thấy cái nhà vệ sinh đó, nó sạch sẽ, nó có những cái thiết bị khử mùi, hoặc là thấy tủ lạnh đời mới rẻ hơn mình cũng ước ao. Để nâng cuộc sống mình lên thôi. Nhưng hiện tại cuộc sống gia đình mình là mình chưa có khả năng để làm chuyện đó. Mà mình ước ao như vậy thì mình có phiền không? Phiền. Tự nhiên trong lòng mình nó cứ phiền phiền hoài. Cho nên không có ước ao gì. Ông bà mình nói rồi, liệu cơm gấp, đậu hũ. Biết đời là mây bay, sao mãi nhặt cho đầy, ra đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay. Phải không? Bốn câu này thầy mới lượm ở trên phòng cho nó đó. Thầy thấy hay quá, không chừng lát thầy xin cái bức đó về. Hay quá là hay. Biết đời là mây bay là vô thường. Tức là mây bao giờ nó đứng ở chỗ nó cứ bay hoài. Đó là chỉ cho sự vô thường biến đổi. Rồi mây nó bay là nó tan ra nữa, chứ đâu phải nó bay là nguyên cụm đâu. Nó vừa bay vừa phân tán ra. Cho nên biết đời là mây bay, sao còn mãi lo nhặt vậy đó. Nhặt đầy chứ, sao còn mãi nhặt đầy. Tức là cứ lo nhặt vào cho nó thêm. Mà xin hỏi quý vị, nó có đầy không? Không. Chồng xong là tới con, phải không? Con xong là tới gì? Tới cháu. Mà con xong rồi còn có con dâu, rồi có con rể, rồi cháu nội, cháu ngoại. Chưa kể tới cháu bên dì, bên cậu, bên cô, bên chú. Coi như ngồi chỗ tính hết cả khu phố. Tánh con người ta là như vậy. Chính Đức Phật dạy biết đủ ở chỗ là
giúp cho chúng ta hạn chế sự phiền muộn từ ham muốn. Dù chúng ta không muốn giàu sang, chúng ta không muốn danh vọng gì nhiều, nhưng những cái muốn nho nhỏ đó nó cũng thôi thúc. Tại vì sao? Ở đây thầy nặng về phụ nữ một chút là vì các cô, các chị gắn liền với đời sống thường nhật của gia đình, đó là mâm cơm, phải không? Gắn liền với từng đôi dép, từng chén cơm, từng manh áo của người thân, cái tánh kim chỉ của người phụ nữ, cho nên cuối cùng phải tính nhiều lắm, tính từng chuyện này qua tới chuyện kia, tính chuyện nọ, tính làm sao cho nó gọn, đỡ tốn tiền mà vẫn đảm bảo đời sống gia đình. Đây là một cái bất lợi cho người nữ, là lúc nào tâm cũng phải toan tính. Toan tính nhiều nó phiền não nhiều, chắc chắn là như vậy. Cho nên thỉnh thoảng quý vị thấy có mấy người phụ nữ mà tánh như đàn ông vậy, không có để bụng, cũng không có lo mấy cái chuyện đó, thì trong nhà mình hay phiền não cái con nhỏ này mày không có biết lo là gì, đúng là thứ vô tư lự. Mình hay rầy mà hay la, chứ thực chất là người đó sẽ khỏe hơn mình. Tại vì mình cứ tính nhiều, trời mang ra dép cái thấy là dép dơ, dép đớt, dép màu xanh, dép màu đỏ, rồi áo tím, áo hồng, tóc vàng, tóc nâu. Nhiều đó bắt đầu phiền não rồi. Mà thực sự cuộc đời là nó vô thường như mây bay, sanh ra thì hai bàn tay trắng, tới khi nhắm mắt xuôi tay thì cũng trắng hai tay. Chứ có lại cầm theo được cái gì đâu, không cầm được cái gì hết. Cho nên ước mơ của mình vẫn phải là ước mơ, nhưng đừng cho nó thành tham vọng mà chúng ta bỏ đi cuộc sống hiện tại của mình. Chúng ta không hài lòng, chúng ta cứ dệt mộng, rồi chúng ta cứ suy nghĩ diễn vong, vô tình chúng ta bỏ mất đi cái cuộc sống hiện tại. Cho nên có nhiều người đó trách bạn của mình hay là trách người thân của mình là sống trên mây xanh, phải không? Có nhiều người sống trên mây xanh để bán vé số, để ăn cơm sườn, chuyện đó hiếm lắm, phải không? Hy hữu lắm, hả? Mà bán vé số thì ăn cơm bình thường thôi, dưa leo xào hay là dưa cải kho thôi, tại vì cái thu nhập của từ bán vé số thì chỉ có ăn cơm như vậy. Mà mình mơ ước ăn cơm sườn rồi tối ngày cứ nằm mộng, nằm mơ thấy như vậy là nó khổ lắm, không thể được. Vô tình chúng ta đánh mất đi cuộc sống hiện tại. Cho nên chúng ta thấy người khác có, mình không mong có được những thứ người khác, chúng ta sẽ hạnh phúc vô cùng khi chúng ta hài lòng và mãn nguyện đối với bản thân trong cuộc sống hiện tại, dù đang ở đâu. Đó là người ít muốn và biết đủ. Sai lầm thứ hai đó là trách móc. Nói cái này thì hơi ép mình một chút, nhưng mà khi mà ai đó làm cho chúng ta bị tổn thương, hay là một người nào đó họ làm cho mình thất vọng, thì thường chúng ta hay phản ứng bằng cách dỗi hờn, trách móc, phải không? Tưởng giếng sâu anh nói sợi dây dài, ngờ đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Buồn buồn cứ đọc cái câu đó. Đọc câu đó thì người kia nghe người ta thấy như thế nào? Ta thấy người ta không tương xứng với mình, người ta không ngang vai ngang lứa với mình, ta không có đáp ứng được cái mong mỏi của mình, làm cho mình thất vọng, thì đương nhiên người ta cũng bị tổn thương. Những lời trách móc vu vơ đó quý vị biết đó, thật ra nó làm cuộc sống sẽ khó khăn lắm. Giống như cái anh đó, anh tới anh nói với thầy đó, anh nói thầy, con nghĩ là chỉ có thầy nói vợ con mới nghe, chứ không ai nói vợ con nghe hết. Tại vì sao? Tại vì gia đình anh này đó là đi nước ngoài hết rồi, chỉ có một mình anh ở lại, vì anh chấp nhận lấy chị này làm vợ. Mà chị này là người giúp việc trong gia đình của anh ngày xưa. Nó có sự là phân biệt. Tại chị này là người giúp việc, mà anh này anh thương. Chị này giỏi, hiền, rồi đẹp, nói chung đẹp người, đẹp nó hết ít, cái kiểu như vậy đó. Thì cha mẹ anh cũng để anh tự do. Một là đi nước ngoài cùng gia đình, hai thì ở nhà thì quản lý cái tài sản đó.
với lại cái người vợ này để anh chọn cái cô này ở Việt Nam. Nhưng mà sau khi sống chung vừa mấy 20 năm rồi đó, thì có những lúc người vợ cảm thấy tự ái. Chỉ tự ái ở cái chỗ xuất thân của chị, chỉ tự ái vô cùng, chỉ tự ái gì có một lần là anh này anh đi chơi với bạn bè mà có vẻ phung phí quá, quá là phung phí, một lần đi ăn tiệc mà tốn tới 10-20 triệu, mà nó hình thành một thói quen cứ thứ bảy chủ nhật nào cũng đi vậy đó, thì chị này không chịu, chứ không được. Chị nói tiền đó mình đem đi giúp những người nghèo. Anh cứ đi tới một cái bệnh viện, anh đứng thấy có biết bao nhiêu người đang đứng ngoài cổng mà chờ mổ gì không có tiền, mà vô mà cho người ta. Anh làm gì không được thì anh em mình cực khổ, mình phải hưởng thụ chứ đó. Em không thấy rồi chứ, em cũng làm lũng vất vả, cho nên bây giờ em mới có cái cuộc sống bây giờ. Thì vô tình đụng chạm tới cái suy nghĩ của người vợ là phận tôi rồi. Từ đó người vợ im lặng không nói chuyện nữa. Chỉ không nói chuyện, chỉ chọn giải pháp im lặng. Thì anh chồng anh cũng không biết, anh khách quan anh nói thôi. Nhưng mà anh nói không khéo, nó đụng chạm tới cái tự ái, cái lòng tự trọng của người vợ. Thì anh không biết làm sao mà vợ của anh im lặng như vậy. Anh hỏi hoài chị này cũng không thèm trả lời. Đó, chị chỉ ngồi chị khóc thôi. Trời ơi, thầy tưởng tượng ra cái cảnh mà ông chồng hỏi mà bà vợ bà cứ ngồi bà khóc hoài. Nói một lần không được thì nói hai lần không được nói ba lần, phải không? Vợ chồng cần phải có sự tôn trọng với nhau để nuôi dạy con cái tốt, chứ đâu có kiểu cư xử nhau giang hồ bạo lực như vậy. Thầy không đồng ý cái kiểu đó. Thầy sống theo kiểu văn minh hiện đại. Thầy không chấp nhận cái kiểu sống mà giống ngày xưa mà chồng chúa vợ tôi là thôi, không có vụ án đó đâu, bấm nút biến giùm cái đi. Thầy nói vậy cái mấy ảnh khó chịu lắm. Mấy ảnh nói trời thầy, mình là phe mài râu nha, mà sao thầy tự nhiên trút bớt đi quyền lợi của mình vậy? Thầy nó không có bình đẳng như nhau. Tại vì sao? Tại vì sanh tử nam nữ sanh tử như nhau. Khổ đau đàn ông đàn bà khổ đau như nhau. Chứ không ai hơn ai, không ai khổ hơn ai. Mà thân phận người phụ nữ do quan điểm của phương Đông nó lại gắn liền với cái bếp, với mâm cơm của gia đình. Cho nên người nữ tạo nghiệp nhiều hơn đàn ông. Nó lặt trong rổ tép, cả nhà ăn tội ai gánh. Phải không? Ở quê thầy móc hầu cá linh còn thấy tội nữa kìa. Cá đang nhảy xa xói móc cái kịch rút ra đó, ăn cả nhà ăn, còn chê mập chê ốm chê xương chê thịt đó, còn tội thì có một mình bà vợ ở nhà gánh hết. Khổ, khổ vô cùng. Thì anh ra anh nhờ thầy, anh nói con bây giờ con không biết gì sao mà vợ con biến đổi một tháng nay không nói chuyện, con hỏi thì trả lời, còn không thì thôi. Không như một lần vợ con vẫn làm công chuyện nhà, vẫn chu đáo lo con cái cơm nước, nhưng mà tuyệt nhiên không nói chuyện. Con cảm thấy có một cái gì đó, mà con xét lại thì con không có lỗi, là con không có buông thả, con không có chơi phá, không có gì hết á. Thầy nó phải có lý do, nhất định phải có lý do. Đó. Xong rồi á, thì có một bữa nó cũng may, rồi cái người vợ đó gọi điện cho thầy á, là nói là chuẩn bị chở mì ra chùa để cúng, nó nhờ mấy chú nhận giùm tại gửi xe. Thì sẵn dịp đó thầy mới hỏi khỏe không? Nó dạ khỏe. Thầy hỏi lúc này tâm có an lạc không? Chúng sanh có dễ độ không? Câu đó thầy hay hỏi, chúng sanh dễ độ, tức là mọi người đều là chúng sanh hết. Thầy cô này nói dạ không thầy, lúc này con cũng khỏe nhưng mà tâm bất an. Thầy hỏi bất an chuyện gì? Có thể nói thầy nghe được không? Trời dân tám mà. Thì thật ra cũng thân tình, cái cô này cô mới kể lại, cô nói cô không có chuyện gì, nhưng mà con cảm thấy con bị tổn thương. Khi ảnh nói như vậy, con thấy thân phận của con nó thấp kém quá. Mà bây giờ mà leo lên được tới cái chỗ này làm bà chủ nhà là cũng quá danh dự rồi. Cho nên là không có được can thiệp vô đời sống của ảnh để cho ảnh muốn làm vậy làm. Cho nên là con định mấy đứa nó tốt nghiệp đại học xong rồi con về quê. Đó, về quê con sống. Sống một mình con thôi, con lo cho ba mẹ con, còn ảnh để cho ảnh quản lý nhà này đi. Bây giờ lo mấy đứa nhỏ luôn, nó tự lo được thì con không có phải bận lòng nữa. Thầy nói mà về quê mà lòng thanh thản thì nên về liền bây giờ. Còn về quê mà không thanh thản thì tốt nhất mình ở trong cuộc sống hiện tại. Thầy nghĩ không có gì đâu, mình phải xét từ trước tới giờ vợ chồng cư xử với nhau. Chứ đừng vì có một hai lời nói mà
đề vô trong đó một bản án tử hình thì như vậy khổ lắm. Không có nên, đừng đóng lại tất cả những cánh cửa. Đó chính là khép chặt tương lai của chúng ta. Mà hãy mở rộng lòng của mình để mình thông cảm. Cho nên quý vị biết khi mình trách người khác, mình thất vọng, hoặc giả là mình cảm nhận người khác làm tổn thương mình, thì có nghĩa là chúng ta đồng hóa nỗi thất vọng đó cho bản thân của mình. Đồng thời, và chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ hơn gấp mấy lần. Mình mà thấy mình bị tổn thương là mình sẽ đau khổ hơn nhiều lần. Ở đây không phải là mình vô cảm, cũng không phải mình là dân lì lợm, mình vẫn nhạy cảm với cuộc sống, và mình phải vẫn cảm nhận được trung thực những gì đang diễn biến trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cảm nhận một cách trung thực như vậy để chúng ta tự hóa giải những phiền muộn của mình. Chứ còn nếu mình thất vọng là không có được. Mà những lời nói vô tình làm cho người khác thất vọng thì mệt lắm. Giống như cái chị đó, chị nói chồng con tối ngày cứ nói con là đồ ăn bám, tối ngày không giúp gì ảnh làm ra tiền hết. Trong khi con hỏi thầy một ngày ăn ba bữa cơm ai nấu, đồ bằng ai giặt, mấy đứa nhỏ đi học ai đưa đón, mà cứ mở miệng nói con là nghe vô tích sự. Cho nên con ghét lắm. Nó đi chợ 800 con kê lên 1 triệu. Đóng tiền học cho mấy đứa nhỏ 5 triệu con nó 8 triệu. Cho bỏ ghét để lấy tiền đó đi cúng chùa. Còn hỏi lại thầy nữa, cúng chùa vậy có tội không thầy? Thầy quý vị có tội không? Có không? Sao không bác? Có. Có. Cúng chùa không có tội nhưng mà nói dối lấy tiền đó là có tội. Tức là nói dối là có tội. Còn đi cúng chùa thì nó không có tội. Cái chuyện cúng chùa là cái chuyện phước, hay bố thí là chuyện đó, phước là một chuyện riêng. Nhưng mà nói dối người khác để lấy tiền vẫn có quả báo. Chứ nó chắc con bực mình quá. Thầy thử nghĩ đi, sống mười mấy 20 năm rồi mà tối ngày cứ nói là nghe, con là vô trách nhiệm. Nhưng mà con nói thiệt với thầy, nguyên cái tài sản nhà này là của nhà con. Ổng vô làm rễ, ổng xách cái đít không à. Ổng tới đây con thấy ổng có cái quần xà lỏn thôi. Nó ba con thấy ổng hiền mới gả con cho ổng. Rồi ba má con chết hết rồi để cái tài sản này cho ổng quản lý. Mà nghe con chưa kể cho thầy nghe đó, trung bình 1 tháng là ổng cặp 1 đứa. Đó. Ổng nói vậy đó. Ổng nói ổng bây giờ ổng có tiền rồi ổng phải hưởng thụ. Bây giờ phải cho ổng kiểu đó. Còn nếu không á thì nghe, mỗi người ở nhà riêng, ai muốn làm gì làm. Thầy hỏi rồi có chấp nhận ở nhà riêng. Ổng nói không. Tại sao con phải ở nhà riêng, nhà của con mà. Ổng đi đâu thì ổng đi. Nó nhưng mà đi làm sao thì về y như vậy, thiếu đi một phần là tới số với con. Còn nói nữa, mặc dù là đưa tiền cho con nhưng mà chìa khóa tủ sắt là con giữ mà, tưởng sao con không biết mở. Cũng phải đặt dành chìa khóa tủ sắt để giữ nữa. Đố quý vị ông chồng có giao không? Giao, nhưng mà ổng có mấy chìa. Bà vợ đâu có biết, chứng tỏ bà vợ cũng thiệt thà. Thảo nó giữ chìa khóa làm chi, con ơi đừng có giữ. Mình giữ tiền mới quan trọng. Con người mình cũng đừng có giữ. Mình giữ trái tim nó mới quan trọng. Phải không? Bà nói là con nhờ ăn xới ăn bớt vậy đó. Con nhờ kê thêm vậy con mới có tiền con đi làm từ thiện. Tại vì con làm từ thiện con cũng hồi hướng cho ổng. Chứ con biết ổng là bị bệnh huyết áp, thế nào cũng bị tai biến chết à. Đã mập đã lùn rồi mà còn ham nhậu nhẹt, ham ăn chơi thế nào cũng chết à. Con biết con can hoài mà nói không được, nói không nghe. Mà cứ nói con vô dụng. Đó. Cho nên bây giờ con không thèm nói tới nữa mà con cứ kê lên. Kê lên bây giờ con dư được 1 tỷ mấy vậy đó thầy. Trời khá ghê vậy. Thầy nói vậy mai mốt con kê gấp đôi con. Quý vị thấy không? Cuộc sống này không phải là những cái tổn thương là những cái lớn, mà chính những cái nhỏ nhặt trong gia đình. Mà đàn ông mà sống tiền phát gạo đông với vợ mình là cái gì? Dởm quá rồi, phải không bác? Phải không bác? Bác nói phải kìa. Mấy anh đồng ý không? Mà thầy thấy bây giờ không biết sao có nhiều người ấy là khe re khắc rắc với lại vợ con trong vấn đề chi tiêu lắm. Mà phải chi nghèo khó đó thì không nói gì. Nếu nghèo khó thật ra vợ chồng ngồi lại để bàn luận. Thí dụ tiền điện, tiền nước 1 tháng nhiêu, tiền chợ, tiền búa nhiêu, tiền bệnh nhiêu, tức là mình trừ hết còn cái số này để lại. Nếu mà có xài thâm vô thì cả hai đồng ý chuyện đó bình thường thôi. Nó cũng đâu có thất thoát đằng này không, mỗi sáng mỗi phát. Trời ơi cái kiểu đó thầy không có chịu đâu. Đừng có chuyện mà mỗi sáng đưa tiền đi chợ. Trời ơi, còn khuya ăn muối đi.
phải không bác? Bác chịu ăn muối không? Đâu có ai chịu ăn muối phải không? Mà nấu ăn thì nấu như vậy. Quý vị biết có một cái cô đó, cổ còn khổ nữa, cổ nói con ăn chay, mà chồng con với con của con là nó không ăn chay, mà thử hỏi coi, con nấu á, không ăn chay, phải nấu thức ăn, mà phải canh làm sao nấu ăn cho vừa, không được dư, dư là ông chồng, ông nói, ông cằn nhằn hoài vậy đó, buổi sáng ăn món khác, buổi chiều ăn món khác, hai cha con là phải nấu khác với nhau 6 món luôn. Cho nên cuối cùng dư mà đem đi cho là ông chồng ổng cũng cằn nhằn, mà để lại để ngày mai ăn ổng cũng cằn nhằn. Cho nên cuối cùng cổ nói con bữa nào con cũng ăn đồ thừa của cha con nó hết, mà con ăn chay bữa nào con cũng phải xuống nước mắt hết, bữa nào cũng rớt nước mắt vì cái buổi ăn hết. Phải khổ không? Thôi thầy thấy sao cuộc đời này hạnh phúc nó mong manh quá, mà sao ai cũng ham, cũng nhào vô. Nhào vô cho đạt. Rồi mới thấy người khác làm tổn thương mình, nó có phải khổ không? Hồi đó ai xúi mình đâu, phải không? Vậy mà cái bác đó, bác quý vị biết cái bác đó năm nay là 72 tuổi rồi đó. Bà nói bà bị sa ngã. 38 tuổi sa ngã gì? 18 tuổi mới sa ngã. Mà bà không có gia đình, xin lỗi không có con. Rồi mới sinh một đứa con, hai đứa con nuôi. Rồi hai đứa con nuôi đó, bà nuôi từ nhỏ tới lớn. Nó phản bội bà, thậm chí nó còn muốn chiếm đoạt tài sản của bà, là tới hai đứa cháu ngoại là bà cũng nuôi từ nhỏ tới lớn đó, tức là cha mẹ đứa con nuôi nó đẻ ra nó dục cho bà, là bà phải nuôi. Bà nuôi rồi lớn lên, bà nói con buồn lắm thầy, con bệnh, con nằm nhà thương một tháng, bốn đứa nó không đứa nào đi thăm con hết. Thầy nó khỏi chờ đi bác, khi bác nhận nó nuôi thì bác thương nó như con của mình, bác đâu cần tới già nó thăm. Bà nó già buồn lắm thầy, nằm trong nhà thương thấy cái bà nằm kế bên đó, đó. Con của bà vô vuốt vai, bà vuốt lưng bà, rồi so dầu vô chân bà, tự nhiên con bên đây con chảy nước mắt. Đó. Rồi con thấy ông chồng của bà cũng già lụm cụm rồi, chống cây gậy đi vô, hỏi mình khỏe không, tự nhiên đây con xuống nước mắt. Hãy bà thấy cảnh gì bà cũng xuống nước mắt, mà hai ông bà già bảy mấy 80 tuổi mà kêu như bằng mình á, thầy này chứ kêu bằng gì, không lấy kêu bằng đầu. Thầy già kêu bằng mình chứ sao, thầy nghe kêu vậy còn dễ chịu hơn là kêu anh với em, phải không? Phải không bác? Bác ở nhà kêu làm sao? Kêu bà, chủ nghe nặng quá. Má hàng hai, má hàng ba vậy nghe được chứ tự kêu bà. Thì cái bác đó, bà nói bà tủi thân liên tục à. Bà khổ liên tục, bà thấy cảnh người ta, bà xuống nước mắt. Thầy nói đừng có nghĩ nữa. Bác đừng có nghĩ, đời là một dòng sông. Dòng sông trôi đi trong vô tình, phù sa bồi đắp cho những bãi bờ. Nó đắp ở đâu nó đắp, nó tụ lại ở bãi nào nó tụ. Mình đừng có tính thì như vậy mình sẽ bình thản hơn, để mai này dòng sông đó sẽ hòa nhập vào đại dương mênh mông. Tức là khi chúng ta về với tuổi già, về với các bụi, chúng ta vẫn không thấy phiền não khi con cái quay lưng ngoảnh mặt. Đây là cách duy nhất để chúng ta tìm được niềm vui của tuổi già. Khó lắm chứ không phải giỡn đâu. Nó có cái bác đó 78 tuổi ra chùa đó, nhờ thầy dạy thằng chú nào tụng kinh cho mấy đứa con đừng làm khổ. Bà nói bà đẻ ra 12 đứa con, mà bây giờ bà ở một mình bà, mà 12 đứa con đó là 12 cục nợ. Nó không làm không gì hết trơn á. Tối ngày nó cứ đòi bà bán nhà để chia ra cho nó ăn. Bà bán rồi, bán hết rồi, bán hết luôn rồi. Bây giờ bà mua cái nhà, từ cái nhà lớn xuống nhà dừa, từ nhà dừa xuống cái nhà nhỏ. Bà nói cái nhà con bị ngang có 3 thước, dài có 6 thước, bây giờ chết chỉ đủ để cái hòm thôi. Mà nó còn đòi kêu bán tiếp. Còn không thì nghe nó chỉ chỗ cho mấy cái người mà nó thiếu nợ tới đòi. Con hỏi thầy có khổ không? Bây giờ thầy dạy cho con tụng cái thằng chú nào để con thoát khỏi 12 cái cục nợ này. Nó, thầy nói thầy mà biết là thầy đọc lâu rồi, thầy cũng khổ. Mà tội nghiệp lắm, già vậy đó, khổ thiệt là khổ vậy. Thầy nghe kể thầy thấy tội làm sao đâu. Rồi bà mới kể lại hồi xưa bà gặp ổng như thế nào. Bà là một thiếu nữ đẹp mà hoa hậu của cái hẻm đó mà. Hẻm đó toàn bà già chứ nít không có mình, bà thiếu nữ cho nên bà làm hoa hậu. Rồi bà gặp ông này là lính, nó
nó lính là bà thích là lính không quân rồi này kia, tướng tá cao ráo dình dàng rồi nhìn lịch lãm rồi á, đi tới chỗ nào có vợ nhỏ tới đó, bà đã coi chứ có đẻ con chứ đi đánh ghen là khổ dễ sợ, đẻ cho 12 đứa xong cái chết dịch cái ổng chết, bà phải nuôi. Bà nói bà nuôi con mà bà oán hận sao đâu, bà tức tối, bà bực bội, bà phiền não, cuối cùng bà nói bỏ tạc ai biểu ham cái mã tốt mã rã đám. Bà tự nói ra rồi bà tự kết thúc lại rằng bà ham cái mã cho nên bà khổ. Tại vì hồi đó đó là má bà cản không cho. Nói con ơi, lấy chồng mà chồng rài đây mai đó là khổ lắm. Nói không, thì bây giờ đó thì đi đâu thì người ta có chế độ mà cho vợ con đi theo đó. Nói nhưng mà thực ra đi chỗ nào có chỗ thôi chứ đâu phải lúc nào cũng kè kè theo mấy ông chồng đâu. Phải không mấy bác? Đâu phải. Rồi có mấy lúc mấy ổng cho đi theo chứ có mấy lúc mấy ổng đâu có cho đi, ngu gì cho đi. Mình phải phòng hờ cái chuyện đó nữa. Khổ. Bà nói bây giờ 12 đứa con đó, nó làm khổ con. Rồi nó tới nó chửi mắng con. Nó già sắp chết rồi còn giữ chi cái nhà này làm gì. Nó bán chia ra trả nợ đi cho nó nghe khỏe. Khổ vô cùng. Cho nên khi mình trách người khác có nghĩa là mình tự đồng hóa với nỗi thất vọng của bản thân. Thất vọng lớn chừng nào sự tuyệt vọng nó cao chừng nấy. Thưa quý vị, cái khổ, cái sai lầm thứ ba trong đời sống thường ngày mà phổ biến nhất chúng ta hay gặp đó là chúng ta cảm nhận được mình đang thành công, đã thành công. Một số vấn đề trong xã hội, một số lĩnh vực, một số thành quả như là địa vị, như là kinh tế, chúng ta tự mãn với cái mình làm được và cái mình đang có được. Trong khi mình chấp nhận những gì mình có thì nó khác. Chúng ta bằng lòng và chúng ta sống lặng thầm. Đằng này mình đang bằng lòng với nó, có nghĩa là tự mãn. Tự mãn thì đồng nghĩa với tự tử. Chắc chắn như vậy. Vì mình thấy mình có tài, mình thấy mình có đức, mình thấy mình có địa vị trong xã hội, người khác đụng tới mình được không? Không. Người khác nói sái một câu thôi, không có gì hết. Khi lúc cơ hàng. Nhưng lúc bây giờ mình thành công rồi, người khác nói chỉnh câu không được. Cho nên ông bà mình có một câu rất là hay: phú quý sanh lễ nghĩa. Thầy thấy có nhiều người Phật tử hồi xưa cơ hàng dễ thương lắm, còn bây giờ khá lên đi chứ tới chùa chảnh bà cố luôn. Hồi xưa rót nước gì cũng uống, bây giờ cầm ly nước nhìn để xuống không dám uống sẽ đau bụng. Tức không? Hồi xưa tới chùa chế mì gói cũng ăn, xin lỗi ăn hai gói luôn, còn thêm đổ một chén cơm nguội nữa, ăn chưa no nữa. Dạ không dám ăn, đã bao tử được, ăn sợ trúng thật. Nói mà vô dảnh cái miệng, thầy thấy thầy ghét quá. Xin lỗi quý vị. Trong khi hồi xưa đó quý vị biết nghèo đi tới chùa dễ thương lắm. Đi tới chùa làm công quả phải không? Rồi á, có cái gì ăn cái nấy, tại vì mấy thầy cũng ăn như vậy mà. Còn bây giờ đó là thật ra bây giờ chùa mình cũng khá hơn, chứ không có nghèo giống hồi xưa, mà chỉ có mì gói hoặc là cơm nguội. Bây giờ cũng có được miếng dưa leo xào, ít ra canh mì nó cũng có được, củ cà rốt đỏ đỏ xanh xanh cho em nhỏ nó mừng, nó bỏ miếng ngò vô. Vậy mà điệu hạnh không ăn. Tóc tai hồi xưa xin lỗi chứ túm lại cuộc chùm vậy là bằng dây thun. Còn bây giờ hở cái gián, hở cái gián. Thầy thấy làm sao đâu á. Đúng là phú quý sanh lễ nghĩa quý vị thấy không? Rồi bắt đầu ngồi lại kể chuyện là bắt đầu trách móc. Thầy biết không? Nó chị con, anh con, rồi em con, rồi dòng họ con giúp hết, giúp hết. Mà trở lại mà nói con thế này thế kia thế nọ. Cái này là phú quý sanh lễ nghĩa. Đứa cháu nó tới nhà mà không gọi điện thoại trước cũng trách nó. Ta đâu có rảnh đâu, mày tới mày phải hẹn chứ. Phải không? Tao đâu có rảnh đâu mà tao ngồi đó tao trực hờ tao đợi mày. Cho nên ít nhất mà lịch sự mày phải gọi điện cho tao trước mấy tiếng đồng hồ mày tới chứ. Thầy nghe kể thầy cũng mệt. Thầy nói con ơi, hồi xưa đó quần do ống giận, trời ơi cho heo ăn tối ngày sáng đêm, tay chân nứt nẻ tùm lum. Còn bây giờ điệu làm chi vậy? Tại vì thầy biết cái gia đình cô này là từ ba má cổ luôn. Lúc thầy mới vô tu rồi tới gia đình cổ, rồi tới mấy đứa con cổ. Mình biết từ cơ hàng đi lên, thật ra họ cũng cố gắng làm ăn. Nhưng mà khi họ giàu lên, sao tự nhiên họ quên đi?
những cái tình, cái nghĩa của cái thời khó khổ. Thầy nghĩ đơn giản là tốt nhất. Giống như bữa hôm có một cái gia đình anh chị đó đi tới chùa thầy, ăn mặc đơn giản. Thì thầy thì Phật tử, xin lỗi Phật tử nghèo thì thầy lại tiếp đặc biệt hơn, ân cần hơn, là tại vì nhiều khi họ có nhiều cái mặc cảm, mình không khéo thì họ lại trách, thì họ xa rời đạo, coi như mình là cái nhân duyên đẩy họ đi vào cuộc đời đau khổ. Thì hai người đó chân thành lắm, nói chuyện với thầy, con nghe thầy, con coi đĩa, mà thật sự con coi tới khi hồi hướng là xong, nhưng mà bữa đó tự nhiên con nghe cái bức tâm thơ, trời ơi, con nghe thầy nói sao tự nhiên con buồn quá, con thấy tội nghiệp, con thấy thương thầy quá à. Bây giờ vợ chồng con cúng vài viên gạch, đó, con kết nhất là cái câu một viên gạch nhỏ nằm trong xó bếp tuy là vật vô dụng nhưng nhiều viên gạch nó sẽ thành Phật điện trang nghiêm. Con nghe câu đó con thấy thương quá, thôi con cúng dường thầy 5 viên gạch dụng ở dưới bếp. Thầy nói nửa viên cũng lấy, nếu được nó 5 viên. Bây giờ khổ rồi, giờ mặt nó dày ra rồi. Quý vị biết cúng 200 triệu. Họ đem ra họ cúng 200 triệu, thầy nói qua bàn thư ký ghi đi, tại thầy cũng không có nhận, bàn thư ký ghi, cúng 200 triệu mình mới thấy được cái chân tình của con người. Ở đây không phải thầy nói 200 triệu là tiền nhiều rồi cái mình tán dương, nhưng mình mới thấy được họ mà cúng 200 triệu có nghĩa họ phải có nhiều tiền hơn. Mà ăn mặc đơn giản lắm, vợ chồng thầy không biết làm gì mà tay chân đen thui à. Thầy nghĩ chắc là bán ve chai, đại lý ve chai. Mà không để tên, không để họ, nhất định không ghi cái gì hết nha. Cuối cùng phải ghi Phật tử tới chùa cúng dường vào giờ đó, phút đó, ngày đó, vậy thôi. Một Phật tử ẩn danh cúng dường cho chùa ngày đó. Họ dễ thương vô cùng. Tức là cuộc sống có thay đổi, nhưng cái chân tình của họ còn hoài. Thì đó mới là Phật tử đúng nghĩa. Còn có nhiều Phật tử quý vị biết không? À, con nghe nói chùa thầy bị giải tỏa cho nên con tới con coi có phải vậy không? Trời đất ơi, mình sống giữa hàng triệu người, cái chùa người ta ngay mặt tiền chà bá, vậy không lẽ nói dốc, phải không? 1.000 nó cũng quý, quý vị đồng ý không? Nhưng nó phải bằng cả một tấm lòng. Tại vì sao? Chỉ có một trái tim mới dẫn tới một trái tim, chỉ có những tấm lòng mới đi đến được những tấm lòng, chứ còn hình thức thì không có được. Phải nói rất quý những tấm chân tình của những Phật tử. Ta luôn giảng dị, ta luôn luôn sống bằng cả tấm lòng, không thay đổi, giàu sang không có thay đổi. Thì ngày xưa đó, người ta luận về quân tử, người ta có những cái câu rất là hay. Trong đó có một câu là phú quý bất năng dâm. Tức là giàu sang không làm họ thay đổi, không cám dỗ được cái tiết tháo của họ, thì đó mới gọi là quân tử. Quy vụ bất năng khuất, tức là thế lực không làm cho họ sợ sệt, đó mới là quân tử. Bần tiện bất năng di, nghèo hèn họ cũng không thay dạ đổi lòng. Phải không? Chứ không phải là tham phú phụ bần, rồi phải phụ tình nhau. Tại vì mày nghèo hơn cho nên mày phải biến. Cuộc sống bây giờ, quý vị biết, khi mà nó quá nhiều cái sự hơn thua đổi thay, nhưng giá trị vẫn là tình người. Nghèo hèn không thay lòng đổi dạ, giàu sang không cám dỗ được mình, quy quyền không bao giờ áp chế được mình, đó mới là quân tử. Cho nên mình mà tự hào với những gì mình đang có, mình tự mãn với những gì mình đang thành công, đồng nghĩa với lại sự bình an không tồn tại. Chúng ta đã khép lại tất cả những cánh cửa dương tới tương lai bằng sự thanh thản do chính lòng tự mãn của mình. Cho nên cái tôi nó tiến tới đâu thì khổ đau nó tăng tới đó, và bình an nó lùi lại trong cuộc sống của mình. Những người này đó là hạng cái suy nghĩ của những cái mô tiếp của cái người tham vọng. Họ thành công rồi, họ thấy rồi, theo quý vị họ có dừng lại không? Không, họ muốn họ tiến xa hơn trên con đường thành công. Giống như thầy bóng mây vậy đó, thầy đấu cho mây nó tan. Ở đâu mây nó cũng phải trùm hết, mây nó phải che phủ chứ, phải không? Nhưng mà đâu có biết một ngày cái bóng mây nó sẽ tan ra thành bóng ma. Vô thường, sự thay đổi
là tất yếu thôi. Trăng lên cao rồi nó sẽ tàn. Hãy đèn nó cạn dầu thì nó rực sáng. Nó cháy lên rồi nó lé lên rồi nó tắt thôi. Cũng vậy, thành trụ hoại không là định luật không thể nào tách rời trong cuộc sống của chúng ta, chi phối từ tâm linh cho tới hữu hình, từ vật chất cho tới tình cảm của con người. Ông bà mình thì thường nói gừng càng già càng cay, nhưng mà thầy thấy ít lắm. Mấy ông bà già tới chừng già thì nó gáy nhau hoài. Kỳ, không hiểu sao kỳ cục vậy. Có nhiều bác đó tới chùa xin ở chùa thầy luôn, nói, con ở nhà con gặp mặt ổng ghét này. Gặp mặt ổng con nó nghẹn ngang đây nuốt không trôi. Nó, thầy nó vô chùa xong rồi mai mốt về nhà nó gặp mặt ông thầy cũng nuốt không trôi. Thế kiểu đó là làm sao? Cho nên tốt nhất thôi, nuốt không trôi thì uống nước. Phải không? Uống nước cho nó trơn cái cổ họng đó. Nó là ngậm miếng dầu mè nuốt trước miếng dầu trôi tuốt luốt hết, canh mùng tơi nuốt cỡ nào cũng trôi. Mình đi đâu? Khi tâm của mình đã gút lại ở cái chỗ đó, không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, đi đâu nó cũng sẽ phiền não. Khi tâm mình an tịnh thì mình ở chỗ nào nó cũng là cảnh giới cực lạc hết. Cho nên mới có câu trà đình tủ điếm vô phi đạo tràng. Tức là quán rượu, quán trà, tủ điếm là quán rượu nha. Cái chữ điếm là cái quán, chữ Hán đó, trà đình tủ điếm vô phi đạo tràng. Tức là cái quán uống trà, cái quán bán rượu, nơi nào cũng là đạo tràng. Vì sao? Vì tâm mình là đạo tràng thì mình đến chỗ nào chỗ đó cũng thành đạo tràng. Còn tâm mình là địa ngục thì mình tới thiên đường cũng sẽ biến thành địa ngục. Chắc chắn vậy. Cho nên mấy bác đừng có cằn nhằn khi gặp những cái cảnh mà con cái nó phá phách, vợ chồng không có thương yêu nhau. Mình nói sống ở đây sống giống sống cái địa ngục. Đừng có nói như vậy. Nói như vậy nó tội nghiệp những người xung quanh. Tại vì tâm của mình không thoải mái, đó là tâm địa ngục. Địa ngục là bất như ý xứ, tức là nơi mà mình không hài lòng. Cho nên chúng ta không cần phải nói những điều đó. Quan trọng là chúng ta làm sao để mình thanh thản giữa những buộc ràng. Đó là người có tu tập. Tham vọng nhiều chừng nào, khổ đau nó chất chồng chừng đó. Họ cảm thấy là người khác thành công thì mình lại nghĩ là người khác hạnh phúc, cho nên mình cũng phải thành công. Cũng giống như bác, thấy không? Nó thấy êm ấm tưởng hạnh phúc. Không có đơn giản vậy đâu. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, phải không bác? Nhưng mà bây giờ nó không có rận nữa. Nó có cái khác. Nó còn ghê hơn rận nữa. Thầy nhớ rận với rẹp có một thời đó, trời nó rộ rộ lên ở nhà ai mà nghe. Lúc đó mình đâu có xà bông mình giặt mình tẩy gì đâu, cho nên rận rẹp rồi nó nhiều dữ lắm. Ở trong chùa cũng có. Mà quý vị biết đó, có một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này đó là một vị, có thể nói là một vị cao tăng của Phật giáo đương đại, viên tịch cách đây cũng 5 năm. Đó là Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm ở Tổ Đình Long Sơn, thành phố Nha Trang. Quý vị có tới chùa đó chưa? Chùa mà có tượng Phật cao thì cao trên núi ngay thành phố Long Sơn. Thì Hòa Thượng Trí Nghiêm là một trong những vị mà được giới Phật giáo rất là kính ngưỡng. 60 năm Hòa Thượng sống đơn giản, vẫn là một cái thiền thất đó, cái ca uống nước đó, đôi dép đó, cái gậy đó không thay đổi. Không có thay đổi. Quý vị biết khi Hòa Thượng đi vào Tòng Lâm làm đàn đầu của giới đàn ở Đại Tòng Lâm năm 1996. Đàn đầu của một giới đàn lớn nha. Giới đàn Đại Tòng Lâm là giới đàn lớn, có thể nói lớn nhất nhì trong toàn quốc. Hòa Thượng xách cái đải đi theo. Mà quý vị biết á, Hòa Thượng nói, Hòa Thượng lo lắm. Là tại vì trong cái đải của Hòa Thượng mà để y hậu có con chuột đó, cho vô đó nó đẻ 3 đứa con. Hòa Thượng phải lấy cái đải đi, tại có một cái đải thôi, phải xách 3 con chuột ra để trên cái kệ, cái bàn để đó. Hòa Thượng nó không biết mẹ nó có tìm được nó không, được con của nó không, rồi mấy con chuột con này có tìm được cái người mẹ không. Mà Hòa Thượng dặn lại thị giả là phải để ý cái chuyện đó. Quý vị biết sau khi mà giới đàn xong đó, là Chư Tôn Túc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi ra mới đảnh lễ, tạ lễ Hòa Thượng. Tại vì sau khi giới đàn đưa Hòa Thượng về rồi đó, trở ra đảnh lễ, tạ lễ Hòa Thượng, thầy có dịp đi, thầy mới thấy cái giường của Hòa Thượng nó mấy chục năm vẫn y như vậy. Mà quý vị biết đó, trời ơi, chuột nó chạy rần 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 rần, cỡ mấy trăm con chuột trong cái thất đó, mà nó không cắn bất kỳ một đồ gì của Hòa Thượng. Dỡ cái giường lên, trời ơi, rẹp nó lớp 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 lớp, mà từ đầu này tới đầu cái nó chi chít. Hòa Thượng nằm cho nó cắn,
Hòa thượng nói bố thí cho nó, tội nghiệp nó, nó ở với mình lâu rồi. A Di Đà Phật. Thầy nghĩ là hòa thượng quá là từ bi, mà từ bi đúng nghĩa của giới luật luôn đó nha. Hồi xưa đó mà có rẹp đó là bắt con rẹp bỏ vô cái ống, rồi mỗi ngày mình cạo cạo mồ hôi với mấy cái cấu bẩn trên người mình cho nó ăn. Mùa đông á lấy đồ đậy lại cho nó ấm, sợ nó chết. Trong luật dạy vậy đó chứ không có được giết. Đằng này mình giết, mình giết cho bị chết. Phải không? Mình giết cho chết. Cái tâm sân hận của mình, cái sát khí của mình nó cao hơn. Cái tính từ bi của mình nó không cao bằng hòa thượng. Đó là những gì mà tôn túc mình đáng kính ngưỡng. Mấy mươi năm vẫn không thay đổi. Mà hòa thượng là giỏi lắm nha. Hòa thượng dịch bộ Đại Bát Nhã đó. Đại Bát Nhã là quý vị biết là 100 quyển. Bát Nhã Ba La Mật Kinh 100 quyển đó. 100 quyển dày nè, là quý vị biết công trình đã dịch bao nhiêu bộ kinh, nó rất có giá trị. Đối với Việt Nam thì hòa thượng là một đại dịch giả thứ hai đứng sau hòa thượng Giảng Đức. Mà dịch rất là có giá trị, mà sống thanh đạm, sống đơn giản. Các vị thỉnh hòa thượng ra làm việc chứng minh là cái hòa thượng, tôi là một ông thầy tu, tôi chỉ biết gõ mõ tụng kinh, tôi chứng minh cái gì, tôi biết gì đó tôi làm, rất là khiêm tốn. Còn mình á thì mình đứng ở đây mình không chịu, mình muốn leo lên nó, mặc dù bước không tới cũng leo, leo xong rồi muốn phóng lên cao nữa, cuối cùng té dập mặt. Tham vọng nhiều khổ càng nhiều. Cái sai lầm thứ ba đó là muốn người khác làm theo ý của mình, phải không? Đây có phải là sai lầm không mấy ba? Cái sai lầm thứ năm mà chúng ta vấp phải đó là muốn người khác phải theo ý mình. Mình quên một điều, chính mình à, còn không kiểm soát được ý nghĩ của mình thì làm sao mình kiểm soát được ý nghĩ của người khác mà bắt người ta làm theo ý mình. Quý vị biết hồi nhỏ đó, lúc mà thầy chưa xuất gia, lúc đó mới 14 tuổi thôi, thầy đi vô trong một cái chùa. Chùa đó là Châu Long Cổ Tự ở Châu Đốc đó. Chùa của Tả Quân Lê Văn Duyệt xây. Thì thầy thích đi chùa. Thì trong đó có một sư cô rất là khéo mà thầy ngưỡng mộ lắm. Nấu ăn ngon, mai đồ đẹp, cắm hoa giỏi, vẽ tranh đẹp, viết chữ nho rất đẹp và nói chuyện rất là hay. Sư cô đó lại là bạn của chị thầy nữa. Tại vì nếu tính tới bây giờ thì sư cô đó cũng là 55, 56 tuổi rồi. Thì có một bữa nọ, trong chùa có lễ dỗ, thì cổ mới nhờ thầy đó lau dọn ở trên bàn thờ, mới sắp xếp lại đồ. Cho thầy cũng sắp. Sắp xong, cổ nói được. Đó. Cái đầu cổ mới nói thôi con xuống con lao bằng tổ sắp xếp, thì thầy cô xuống lao, lao bằng tổ sắp xếp mà leo trên bàn thờ đó. Quý vị biết lao từ ở trên xuống tới dưới là nó cũng lâu lắm, cả tiếng đồng hồ. Mà ở dưới quê đó, thì mấy cái chùa đó, mấy cái tượng nhiều khi còn trùm thêm miếng vải đỏ lên nữa. Mà miếng vải đó thầy nghĩ chắc cũng mấy tháng là chưa có giặt. Nó dơ quá thầy mà lấy xuống. Cái cổ tới cô la, cổ nó không có được, cổ nó không có được lấy xuống, phải để lên. Thầy nói dơ quá cô, con lấy xuống, con không có để được, cái này dơ lắm. Cổ nói ý của mày lớn hay ý của cô lớn? Cổ nói vậy đó. Cổ hỏi vậy, cổ hỏi thầy chứ ý của mày lớn hay là ý của cô lớn? Thầy nói không ai lớn hơn. Thầy trả lời liền không ai lớn hơn. Cô lớn tuổi hơn con thôi, còn ý của cô chưa chắc lớn hơn con, tại vì con thấy dơ quá con lấy xuống. Mà cổ một hai là cổ la vậy đó, cổ nói ý mày lớn hay ý cô lớn? Mày chồng lên. Mà thầy thì thấy cái miếng vải đỏ mà nó dơ dán nhện không, thực ra là thầy đem xuống để thầy giặt. Mà lúc đó đúng là mình hổn dễ sợ. Trời, cổ giận quá giận, cổ nói mày leo xuống. Mày leo xuống không? Thầy nói không, từ từ chứ. Lúc đó thầy cũng biết sai rồi, thầy nói con xin lỗi cô, để từ từ chứ. Tự nhiên trên này cô kêu leo xuống, phóng liền xuống, té gãy răng sao. Cái cổ nói mày lanh lắm nha, bữa nay mày lanh lắm nha, để lát nữa tao mét thầy. Thầy nói mét đi, thử coi thầy bên ai. Xong quý vị biết thầy phải đi sám hối cổ. Thầy nói thưa cô, con xin sám hối là mỗi nãy con không có cái ý hỗn láo, mà ý con muốn nói là dơ quá không có đội đầu tổ được. Cổ nói không được, cái này là không có được dời đổi. Thầy nói đâu có dời, con đâu có dời, con đem xuống con giặt con đem lên chứ đâu có dời. Nó chỉ có lấy xuống giặt để lên hết. Mà quý vị biết 30 năm sau thầy gặp lại cổ, cổ còn nhắc cái chuyện đó.
Thầy kể câu chuyện này cho quý vị nghe. Thực ra thầy không muốn nói về cái quá khứ mà vô lễ vô phép của thầy để mà thầy khoe, tại vì ông bà ta nói là tốt thầy khoe, xấu thầy che. Nhưng thực ra ở đây thầy muốn nêu cho quý vị thấy được rằng đây là một minh chứng rất xác đáng rằng mình vẫn không đủ khả năng kiểm soát hết tất cả ý muốn của mình, suy nghĩ của mình. Thì làm sao mình bắt người khác làm theo suy nghĩ của mình, theo ý muốn của mình? Quý vị đồng ý không? Hạnh phúc đến thật sự chỉ từ nội tâm của chúng ta, và nó bộc lộ ra bên ngoài từ những tình cảm chân thành của con người luôn hướng về cái tốt, cái đẹp. Chứ không thể nào mình bắt người khác theo mình. Không bao giờ có chuyện đó. Thì bây giờ quý vị suy nghĩ một phút xem thử coi, những cái sự bất đồng quan điểm trong gia đình dẫn tới mâu thuẫn có phải do ý của mình không được tội nguyện không? Phải không? Mình muốn ở sạch mà ông chồng ở dơ trên bực bội cằn nhằn. Mình muốn con mình nó đi học đúng giờ về đúng giấc mà giờ nó đi không đúng làm sao? Mình muốn ăn cơm là dọn ra cái dĩa đó, là phải đi với cái chén nó, với cái tô đó, còn không là không được. Quý vị biết thầy có tới cái nhà đó thầy thăm bác đó, mà con dâu của bác đó đổi 3 lần cái ly nước bác chưa vừa ý. Phải là cái ly đó, thì con dâu bà đem cái ly khác. Rồi xong cái bà liếc cái con dâu bà đổi cái ly đó, cái ly khác bà cũng không chịu. Lần thứ 3 lấy một cái ly mà vừa ý bà thì lại cái dĩa nó không hợp, nó không đúng. Bà nói ở cái nhà này mệt lắm thầy, giờ làm không ra tiền cho nên con cái nó khinh thường. Nó có một cái ly nước thôi đó mà cũng lấy 3 lần. Nó khinh thường con ra mặt đó thầy, con có tuổi thân không? Thầy nó đâu có, thầy nhớ bác tuổi Hợi mà. Bà nói mà thầy nghe thì nhức xương luôn, thì nói chi con dâu của bà. Quý vị thấy không? Nói mà nói chậm rãi, nói từ từ mà hàm răng nó khích rượt rồi, nói nó không có hở ra. Nói hàm răng không hở là quý vị biết khó cỡ nào. Thầy nói bác ơi, miễn sao có nước uống là được rồi, cái ly nó sạch là được rồi, chứ đâu có cần mà phải cầu kỳ như vậy. Bà nói không phải, vì cái này là cái dành cho các thầy. Thầy nói không được, thầy nói không được cái hàm răng. Bà nói vì cái này là dành cho các thầy. Trời, bác có tôn ti trật tự lắm nha. Mà nghe nó lộn xộn cho nên cái nhà này nó loạn trào. Từ ngày nó vô làm dâu tới bây giờ nó loạn hết từ trên tới dưới. Khó khăn vậy đó. Thầy nói vậy thì bây giờ bác viết lại đi, mai mốt bác chết đó, bác nằm tư thế nào, tay để làm sao, miệng tha son gì ha, rồi gắn cây kẹp gì, rồi bỏ vô hòm với bộ đồ nào, bác ghi đi, bác ghi đi. Thầy làm chứng mai mốt rồi thầy tới thầy làm cho. Thầy con già rồi, thầy mỉa mai còn chi. Bà nói bà già rồi, thầy mỉa mai bà làm cái gì? Thầy thấy bà khó quá mà, quý vị biết 80 tuổi rồi. Là lớn tuổi mà khó vậy làm sao mà chịu nổi. Mà phải công nhận là cái chị đó chỉ làm dâu chu toàn nha. Tốt, dễ sợ là tốt. Mà con ta là con danh gia vọng tộc á. Mấy đứa cháu nội nó nói, trời con tội mẹ con lắm thầy. Mà bà nội con ngày nào cũng rầy mẹ con hết á. Tụi con chỉ im lặng thôi. Tại vì con biết ba con cũng khổ tâm. Nó cho nên sống thì phải chịu thôi. Ba con đàng hoàng cho nên mấy con với ba con là an ủi mẹ con nhiều. Mà nói nào nghe mẹ con cũng tốt. Cái thầy hỏi, thầy có hỏi có khi nào con cảm thấy buồn khi mẹ chồng mà chì chiết con vậy không? Quý vị biết cái chị đó chị nói sao? Chị nói dạ không, con không có buồn đâu thầy. Tại vì con lo cho mẹ chồng con yên ổn vui vẻ thì chồng của con cũng yên ổn vui vẻ. Nói cách khác con đang lo cho hạnh phúc của vợ chồng con. Khổ một chút không sao. Thầy thấy hay quá, thầy thấy vĩ đại quá. Cực một chút cũng không sao, khổ một chút không sao, miễn gia đình êm ấm được rồi. Với lại con nghĩ đời trước chắc là con cũng làm khổ mẹ chồng con, cho nên đời này đó là mẹ chồng con gặp lại. Thôi thì quan gia ngõ hẹp, con chỉ niệm Đức Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho mẹ con được khỏe mạnh lâu dài thôi. Con cũng muốn sống để con chăm sóc cho mẹ, để con dạy cho mấy đứa con của con biết rằng dù mẹ không đẻ ra mình, nhưng mẹ cũng đẻ ra người mình thương yêu. Dễ thương không? Trời ơi, thầy thấy dâu bây giờ nó dâu chua không bà? Và chồng nói một câu, nói 3 câu. Bà nói tiếng trước, nó nói tiếng sau là nó xách gói ra khỏi nhà rồi. Phải công nhận, chị đó mà chị đi tu thì nghĩ chị sẽ thành sư bà.
Sư bà mà sư bà đức hạnh nữa chứ không phải giỡn. Cho nên quý vị thấy hạnh phúc thật sự đến khi chúng ta bằng lòng với những suy nghĩ của người khác và có nhịp cầu thông cảm. Khổ đau mở ra khi người khác không vừa ý mình, từ lời nói cho tới hành động. Mình còn chưa vừa ý mình nữa nè, đừng nói chi mình bắt người khác vừa ý mình. Quý vị thấy phải không? Vậy mà cứ bắt người ta theo ý mình mà hỏi có ý mình là ý gì? Ý mình là bay lớn rồi mình thay đổi sành sạch như trong trống vậy, là ai làm theo cho vừa ý? Nó khổ vô cùng là khổ. Tâm mình là tâm viên ý mã mà, tâm nó luôn dao động. Nó chuyển đổi như một dòng nước chảy từ trên đỉnh cao xuống vực sâu. Thì cái dòng chảy đó nó mạnh lắm, chứ không phải là dòng sông chảy hiền hòa qua những lũy tre già đông đưa bóng mát nữa. Mà nó từ vực sâu, nó từ đỉnh cao đổ xuống vực sâu, cái tốc độ nó nhanh lắm. Tâm của chúng ta cũng y như vậy. Quý vị thấy không? Vừa thoáng gặp cái người đó, người đó 30 năm không gặp, bây giờ gặp lại, lập tức ký ức của mấy mươi năm qua nó sẽ tích tắc quay trở về. Tâm chúng ta nhanh không? Tại sao mình gặp lại người đó mình cảm thấy rưng rưng trong lòng, mình cảm thấy tiếc tiếc, phải không? Gặp lại nhau tóc xanh phai màu, mình tiếc nuối cái thời xưa. Tại sao gặp mà lại không thành, rồi bây giờ gặp lại coi như là đò lỡ chợ trưa hết rồi, nó buồn quá, phải không bác? Cái dòng tâm thức mình nó nhanh như vậy, chuyện mấy mươi năm nó dồn về một cục. Thực chất tâm của chúng ta nó vẫn diễn biến, nhưng mà nó diễn biến với một tốc độ nhanh. Mới biểu hiện ra cảm xúc là chúng ta thấy buồn, chúng ta thấy tiếc, chúng ta thấy tủi hờn. Có một cái sai lầm nữa trong cuộc sống, ở quan điểm của chúng ta, đó là chúng ta có cái ý giữ những gì mình đang có càng lâu càng tốt, phải không? Từ vật chất cho tới tình cảm. Cho nên có nhiều người thấy hạnh phúc, khi thầy hỏi đó, thực sự trong hạnh phúc bạn có thấy lo không? Tất cả những người đó đều trả lời rất là lo, vì không biết nó đổ vỡ hạnh phúc bất kỳ lúc nào. Thầy có hỏi một cái cô đó, được gọi là hạnh phúc lắm, vợ chồng sống đề huề ấm êm lắm. Cô nói con lo lắm thầy, xã hội bây giờ kỳ cục lắm, người ta hay thích phá với nhau, chọc ghẹo với nhau. Thí dụ như bữa hôm tự nhiên nửa đêm điện thoại chồng của con reo lên, thì reo hoài con lịch sự con không bắt, nhưng mà chồng con mới nhờ con bắt điện thoại giùm. Thì con bắt điện thoại lên thì nghe bên kia giọng một người nữ kiếm chồng con. Con mới hỏi chị, xin lỗi chị kiếm chồng em có việc gì không mà khuya quá, tôi muốn mượn chồng của chị 3 ngày được không? Thầy biết không, khi con nghe cái lời đó đó, tự nhiên con rớt cái điện thoại xuống. Con rớt cái điện thoại xuống, con không biết con phải làm sao. Và con nghĩ rằng chồng con phải có cái gì cho nên người ta mới nửa đêm gọi điện thoại tới. Người ta đòi mượn chồng con, thầy thử nghĩ chồng mình mà người ta mượn, thầy cho mượn không? Thầy nói thầy không có chồng, thầy không biết. Chỉ nói, chỉ diễn tả lại cái cảm giác thật của chị là chỉ rớt cái điện thoại xuống. Khi chồng chỉ ra bắt đầu chỉ nhìn, chỉ nhìn chồng chỉ thôi chứ không nói tiếng nào, tức là nghẹn rồi, nghẹn lời rồi, tức quá mà. Thì ông chồng ông hỏi chuyện gì, chị là chỉ ngồi khóc, là ông chồng biết rồi, có chuyện rồi, chiến tranh lạnh sắp xảy ra rồi bác. Thì ông hỏi thì chị vợ là nhất định không nói, không nói, không rằng, không gì hết. Thì ảnh mới cầm cái điện thoại, ảnh mới gọi lại, thì bên kia là không bắt máy, làm cho cái chị vợ chỉ nghi ngờ thêm nữa, giống như ổng xi nhan với bên kia, để bên kia không lên tiếng, thêm một dấu hỏi lớn cho người vợ nữa. Thầy hỏi rồi phải làm sao? Chị nói sáng hôm sau con đi chùa, con lễ Phật xong rồi đó, con ra quán cà phê, cái con gọi điện cho ảnh, con nói là em muốn tâm sự với anh một chút, mời anh ra quán cà phê. Trời, thầy nói ở nhà không tâm sự thì ra quán cà phê tâm sự. Mới nói tại nhà nó không được, ra quán cà phê khách quan nói chuyện hơn, giống như ngày đầu gặp gỡ nhau vậy đó, lãng mạn ớn luôn.
Ra cắt đầu cái chị vợ chị kể hết, chị nói hồi tối em nghe điện thoại thì bên kia tiếng của người phụ nữ nói như vậy đó. Bây giờ em muốn biết sự thật, anh cứ nói đi, dù sự thật thế nào em cũng có thể chấp nhận được, vì trái tim này đã lỡ yêu ai kia rồi. Cải lương ớn sến bà cố luôn. Thật ra thầy thêm vô. Chứ lúc đó cái chị này chị không đủ bình tĩnh. Chị nói con không đủ bình tĩnh, con hẹn anh ra rồi, con nói em có chuyện muốn nói chuyện với anh. Thì chị nói là con muốn biết sự thật. Thì ảnh cũng nói, ảnh nói không biết gì hết. Rồi hai vợ chồng đi truy tìm cái số điện thoại đó. Cuối cùng, đó là một người bạn phá. Nó ganh tị với hạnh phúc của gia đình người này. Và nó mướn người khác, cho tiền người khác gọi điện nửa đêm. Coi như là vợ chồng không bình tĩnh là gây lộn với nhau. Phải không? Đó, thầy nghĩ chuyện này nó hy hữu thôi, chứ còn điện thoại mà nửa đêm mà gọi cho chồng là thầy biết là không được rồi. Phải không chú? Ban ngày không kiếm mắt kiếm mấy, nửa đêm kiếm, mà nói chuyện với vợ người ta còn nói tôi muốn mượn chồng chị 3 ngày, kiểu này là hơi khó. Thì sau khi tìm hiểu, cả hai vợ chồng tìm hiểu ra đó, thì chị vợ chỉ nói phải nói thật sự là con cũng cảm ơn trời đất, con vô con lễ Phật, tự nhiên lòng con cảm thấy thanh thản, con nói như thế này, nếu là chồng của mình thì mình giữ, còn không phải thì mình không giữ nữa. Tại sao mình phải mệt mỏi một ngày, một đêm không ngủ được, thao thức mà khổ sở vô cùng, tại vì không biết phải giải quyết bằng cách nào, mà ông chồng thì ngủ ngon lành, coi như vô tư lự, không có chuyện gì xảy ra. Cân nhắc đủ điều, nhưng mà nghĩ tới cái giọng nói của cái người phụ nữ kia, tôi muốn mượn chồng của chị 3 ngày. Đề nghị thẳng thừng. Thế con nghĩ là chồng con không có thể nào mà lăng nhăng, mặc dù có những khi chồng con đi vui chơi với bạn bè tới đêm khuya mới về nha, con luôn tin chồng con. Nhưng nếu lúc đó con không bình tĩnh thì không được rồi. Cho nên thầy hỏi con, sống đang hạnh phúc để con có lo không? Thưa thì cái thầy lo lắm. Lo không biết nó đổ vỡ lúc nào. Thì ở đây mình sẽ suy ra được rằng mình đang có hạnh phúc thì mình lại sợ hạnh phúc đổ vỡ. Mình đang có tài sản mình lại sợ bị phá sản. Mình đang có những đứa con ngoan mình lại sợ nó hư. Tất cả những điều này nghe như hợp lý. Thực chất dưới cái nhìn của Phật giáo, chúng ta sẽ khổ đau. Tại vì sao? Tại vì mình không thể giữ lại những gì mình đang có, vì không có một điều gì dành riêng cho chúng ta hôm nay và mãi mãi. Cho nên mình đừng có cảm thấy bực mình khi thiếu thốn trong cuộc sống. Mình đừng có bắt người ta làm theo ý mình. Tại vì sao? Mình có đầy đủ rồi thì cuộc sống đang là cơ hội để cho chúng ta thể hiện được lòng bao dung, sự chia sẻ của mình đến với mọi người. Cho nên có thì có từ mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Thử xem bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không làm gì. Phải không? Có đó rồi mất đó. Cho nên có cũng chỉ có trong thời điểm này, để rồi trong cái mầm móng của có, trong cái có nó đã có mầm móng của cái không, trong cái thành công nó đã có dấu hiệu của sự thất bại, trong bao nhiêu nụ cười hả hê đều có những giọt nước mắt lặng thầm, trong bao nhiêu hạnh phúc vẫn có những sự đắng cay tủi nhục của cuộc đời. Hai cái đó nó đang xen với nhau trong cuộc sống, từng thời điểm và từng cảm nhận của con người mà nó trở thành hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay là thất bại. Thí dụ như bây giờ mình ở tù nè, ai có kinh nghiệm ở tù chưa? Mình cảm thấy nghe nó chỉ tù là thôi đời mình nó tiêu rồi, mà mấy Phật tử hay chọc thầy là tu rồi nó thêm cái dấu nữa thành tù, tức là đời mình mà bước vô cái cổng chùa là coi như tu quyền xong rồi đó, hết chuyện rồi đó. Nhưng mà thử hỏi quý vị, nói tới chữ tù chúng ta có cảm thấy thoải mái không? Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, phải không? Chúng ta không được tự do, không được thoải mái, không được gì hết. Cho nên có một lần đó, khi một vị thiền sư đi tới nhà tù để thăm mấy anh tù nhân đó, thì đi thường cho nên là có một cái thân tình, thì có cái anh đó ảnh mới hỏi vị thiền sư là một ngày chứ thầy ở chùa thầy làm cái gì. Thì vị thiền sư này mới nói 3 giờ sáng ông thức dậy, ông tọa thiền cho tới 5 giờ. 5 giờ bắt đầu ông kinh hành cho tới 6 giờ. Ông đi thiền hành đó, 6 giờ xong bắt đầu ông vệ sinh cá nhân, ông dọn dẹp chùa chiền. Cho tới 7 giờ ông dùng sáng. Dùng sáng xong đọc sách.
cho tới 9 giờ, 9 giờ ổng lễ Phật cho tới 11 giờ. 11 giờ thì bắt đầu ổng đọc sách, dịch kinh, tới 12 giờ ổng thọ trai, rồi thọ trai xong ổng ngã lưng cho tới 1 giờ ổng thức dậy bắt đầu ổng tụng kinh cho tới 4 giờ. 4 giờ xong đó là tắm rửa này kia, thì chiều chỉ uống một chút nước chứ không ăn chiều. Rồi tới 6 giờ bắt đầu ổng tụng kinh, tới 8 giờ bắt đầu ổng tiếp tục ổng ngồi thiền cho tới 11 giờ ổng mới ngủ. Anh em nói trời thôi thầy, mệt quá, thầy dọn đồ vô để ở với con. Vô để ở còn khỏe hơn, chứ con nghe thầy nói từ 3 giờ sáng tới 11 giờ tối, mệt quá thầy cứ dọn đồ vô đây ở tù chung với con khỏe hơn. Quý vị thấy không? Nếp sống nào nó cũng có cái thú của nó. Khi chúng ta nhận ra được cái đẹp của nó, anh tù nhân này anh thấy ông hòa thượng kể, cái anh thấy là anh khỏe hơn ông hòa thượng liền. Anh nói thầy cho nếp sống anh khỏe quá, người ta xách cuốc anh xách cuốc đi, người ta ngủ anh ngủ, đánh kẻng anh ăn cơm chứ đâu có làm gì đâu ạ. Anh khỏe quá là khỏe, anh còn được coi tivi, còn được coi đá banh, còn được đánh banh đủ thứ. Còn ông thầy này gì mà từ 3 giờ sáng cho tới 11 giờ tối mệt quá, thôi dọn đồ vô tù ở với con cho vui thầy ơi. Đối với ảnh thì ảnh thấy nhà tù tốt hơn nhà chùa. Nhưng mà ông thiền sư này thì ông kể lại nếp sống ông thì ông thấy chùa là bình thường. Cuộc sống nào cũng vậy. Nếu chúng ta chấp nhận được nó với một cái tâm khách quan và không còn có những sự ham muốn từ ngã chấp và tham dục, tự nhiên đời sống đó sẽ là đời sống bình an nhất. Và chúng ta hiểu được rằng không phải mặt đất luôn bằng phẳng ở dưới chân của chúng ta, mà nó còn có núi đồi, nó còn có vực sâu, nó còn có sông hồ, và nó có những cành cây, cảnh nào cảnh cũng đẹp khi tâm hồn an định. Còn ngược lại, nơi đâu cũng đầy những nước mắt và đau khổ khi lòng của chúng ta ngập tràn những phiền muộn quán hờn. Cho nên, sai lầm trong cuộc sống không phải sai lầm của người khác đem tới, không phải là sai lầm của ai mang tới đổ cho mình, mà sai lầm từ suy nghĩ của bản thân chúng ta. Có thể là người chồng hoặc người vợ tính sai một nước cờ mà phá sản. Nhưng bây giờ đã phá sản rồi, chúng ta cứ đổ thừa hoài thì chúng ta có bình an không? Không. Cho nên người đó sai lầm trong việc làm, chúng ta không sai lầm trong suy nghĩ, để mình có thể sống bình ổn ở trong cảnh cơ hàn. Tính đi, ngày trước chưa gây dựng sản nghiệp cũng hai bàn tay trắng. Bây giờ hai bàn tay trắng thì nó cũng chỉ là một con dấu bằng. Mình cộng nhiều quá, nhưng mình bớt quên trừ đi. Tới khi nó trừ hết trở lại dấu bằng, chúng ta hụt hẳn. Nhưng bây giờ mình đừng tính cộng trừ nhân chia, mà mình tính bắt đầu từ bước chân đầu tiên, chúng ta sẽ cảm thấy khỏe hơn. Quý vị đừng có tính cộng với trừ, tại vì mình thấy mình cộng vô cho nên mình trừ ra nó mệt, mà mình tính bằng một con dấu bằng. Mà con dấu bằng của bước chân đầu tiên khi vào đời lập nghiệp nó sẽ tốt hơn là con dấu bằng của bao nhiêu thăng trầm bây giờ làm lại làm không nổi, phải không? Nó giống như diện chiên tu đó quý vị biết, từ Đại Tòng Lâm dời về Vạn Hạnh là cả một công sức thầy trò diện tu suốt 11 năm qua mới gây dựng nên một cái chùa mà tương đối về mặt kiến trúc xây dựng và tổ chức tu học, đụng cái bây giờ giải tỏa. Thầy trò phải làm lại từ đầu trên một mảnh đất chỉ có trơ mình là cát đá, cỏ cây. Phải làm sao? Mình cứ nghĩ trời diện chiên tu đẹp quá, trời bây giờ phải bỏ đi tiếc quá, đi buồn quá đi. Không làm được, không làm nổi. Bây giờ mình nghĩ bước chân đầu tiên, hễ có bước chân đầu tiên thì nó sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba, và sẽ mở ra một lối đi. Đường mòn do người đi, phải không? Tại sao mình lại trông chờ cho người ta đi để có lối mòn mà mình lại không mạnh dạn bước đi? Ví như đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Ở đây mình không muốn làm anh hùng, nhưng mình muốn không bị ràng buộc bởi những quan điểm sai lầm của chúng ta trong cuộc sống. Nếu làm được như thế, chúng ta sẽ trở thành những hành giả tự tại giữa mọi khổ đau và hạnh phúc giữa muôn trùng cay đắng của cuộc đời. Vâng, xin tạm biệt tất cả quý vị.